chương 21 Uy, người tốt, ta muốn báo cảnh sát. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ngươi có bị bệnh không? Đúng không nghèo điên rồi. Là một cái như vậy phá đồ sứ, ngươi lại dám muốn ta nhiều tiền như vậy. Ngươi làm sao không đi cướp? Ngụy Đông Hoa không nói gì nhìn Khương Bạch, cảm giác thật giống nghe được trên thế giới này kỳ quái nhất chuyện cười. Một cái phá đồ sứ mà thôi, lại dám theo chính mình muốn hai ngàn vạn thực sự là thái quá hắn mẹ cho thái quá mở cửa khương bạch ngữ khí bình tĩnh nói vừa nãy ta đã nhắc nhở qua ngươi nhưng ngươi cũng không để ý tới lời nhắc nhở của ta trái lại sáng tỏ cho ngươi chó hạ lệnh nhưng hắn công kích ta hiện tại ta thời nguyên sứ thanh hoa nát ngươi đương nhiên muốn phụ trách bồi thường thời nguyên sứ thanh hoa ngươi nói là chính là a à? ngụy đông hoa rõ ràng không tin đúng ta nói là chính là khương bạch từ trong túi móc ra giám định giấy chứng nhận nói đây là giám định giấy chứng nhận ngươi có thể nhìn ta cái này là thời nguyên sứ thanh hoa giá trị hai trăm vạn ngươi mới vừa nói gấp mười lần bồi thường ta liền coi ngươi là đánh rắm nhưng gấp đôi bồi thường ngươi là không thể trốn được ngu ngốc liền như ngươi vậy nghèo túng người nhà quê có thể có hai trăm vạn đồ cổ sứ thanh hoa ngươi theo ta mở cái gì quốc tế chuyện cười ngụy đông hoa xì cười một tiếng cho tới khương bạch trong tay giám định giấy chứng nhận nàng liền không hề liếc mắt nhìn một chút dù cho nhìn thấy cũng sẽ không tin tưởng là thật một cái ở phòng đi thuê xuyên mười vài miếng đất sạp hàng nghèo điểu ti làm sao có khả năng sẽ có đồ cổ thật coi ngươi là đô thị dị năng sản văn nam chính mở cái mắt nhìn xuyên tường tùy tùy tiện tiện thị trường đồ cổ vòng một vòng liền có thể hai trăm khối kiểm lậu mua được chân chính đồ cổ Mở chơi hỉ đây. Ta không có nói đùa ngươi, ta cũng xưa nay không cùng không phải bằng hữu ta người đùa giỡn." Khương Bạch sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Ngươi hủy hoại ta sứ thanh hoa, liền đến chiếu giá bồi thường. Nghĩ lương ngươi cũng phiền phức ngươi tìm cái cớ hay hơn một chút. Ngươi còn không bằng nói ngươi bị nhà ta bảo bảo cắn bị thương, như vậy ta có lẽ còn có thể bồi ngươi điểm tiền thuốc thang. Nhưng ngươi lại còn nói ngươi cái kia phá đồ sứ là đồ cổ." vừa vào bắt ngươi làm ta ngốc a à, bệnh thần kinh ngươi cái kia phá đồ sứ nhìn dáng dấp phỏng chừng cũng là mười mấy khối quán vỉa hè ta bồi ngươi hai trăm đủ ngươi mua mười mấy cái ngụy đông hoa nói giơ tay lên máy hai trăm không đủ đến hai trăm vạn khương bạch lắc đầu ngươi liền nói có muốn hay không đi ngươi nếu như cho ta hai trăm vạn ta khẳng định muốn ngụy đông hoa nhất thời thiếu kiên nhẫn chính là cái không đáng giá hàng nát, lão nương đồng ý bội cho ngươi 200, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi còn muốn thế nào? Ta nói rồi, ta đây là thời nguyên sứ thanh hoa, giá trị, 200 vạn. Bồi cho ta, chuyện này thì thôi, bằng không, chuyện này còn chưa xong. Khương Bạch nói rằng, bệnh thần kinh. Ngụy Đông Hoa vỗ vỗ đầu chó, uống éo cái mông rời đi. Nàng hiện tại cảm thấy Khương Bạch chính là bệnh thần kinh ngươi bình thường dám như thế lừa tiền. Cho ngươi hai trăm ngươi cầm chính là, lại còn thật muốn lừa hai trăm vạn, ngươi đang suy nghĩ trắm ăn. Khương Bạch hướng về phía Ngụy Đông Hoa hô. Ngươi lại là lại không rơi, ta có video. Nếu như ngươi không chủ động bồi thường, ta liền đi cáo ngươi. Ngươi mẹ nó biết tòa án cửa lớn hướng bên kia mở sao. Còn cáo ta, ta cầu ngươi đi cáo, van cầu ngươi, nhanh đi cáo ta đi, có được hay không? Ngụy Đông Hoa quay đầu lại xem thường nhìn Khương Bạch một chút, mang theo nàng chó con rời đi. Khương Bạch nhìn Ngụy Đông Hoa mẹ con bóng lưng, cười lạnh. Sau đó lấy điện thoại di động ra. "Uy, ngươi tốt, ta muốn báo cảnh sát." Ngụy Đông Hoa thở phì phò về đến nhà, dùng sức một đẩy cửa, phát ra tiếng vang âm âm. "Âm." "Lão bà, ngươi đây là làm sao?" "Ai chọc giận ngươi tức rồi?" Phòng khách trên ghế salon một cái ăn mặc ở nhà trang phục nam nhân hỏi. Hắn là Ngụy Đông Hoa lão công, tên là Trịnh Quân, cũng coi như tuổi trẻ tài cao, vẫn chưa tới 40 tuổi, cũng đã mở lên thoát chờ, trước đây không lâu từ đi công ty cao quản chức vị, bắt đầu gây dựng sự nghiệp, đồng thời vẫn tính thuận lợi, hiện nay theo mấy cái người đầu tư tán gẫu đến vô cùng tốt, rất nhanh liền có thể xoay sở đến đầy đủ tài chính, triển khai kế hoạch lớn. Khỏi nói, vừa nãy ta mang bảo bảo đi ra ngoài tản bộ, lại đụng tới cái kia chó ngoại địa. Ngụy Đông Hoa đặt mông ngồi ở trên ghế salon, hai chân hướng về trên khay trà một đáp, thở phì phò nói. Vẫn là lần trước báo cảnh sát cái kia. Đúng đấy. Ngụy Đông Hoa đầy mặt buồn bực, ngươi nói hắn có phải bị bệnh hay không, ta mang bảo bảo đi ra ngoài tản bộ e ngại hắn chuyện gì, bức bức lại nhảy bức bức lại nhảy, lại còn báo cảnh sát. Ta xưa nay chưa từng thấy so với hắn càng sự tình bức người, hơn nữa hắn lần trước còn đá nhà chúng ta bảo bảo, tức chết ta rồi." Trịnh Quân kéo qua lão bà tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, ôn nhu nói: "Được rồi được rồi, bởi vì chuyện nhỏ này không đáng tức giận, chim lớn cái gì cánh rừng đều có." "Xi xi." Ngụy Đông Hoa cười vỗ xuống Trịnh Quân vai, "Là rừng lớn cái gì chim đều có." "Được được được, quản hắn là chim lớn vẫn là cánh rừng lớn, chỉ cần lão bà ta không tức giận liền tốt." Trịnh Quân cười ha hả nói, Hừ Nhưng ta suy nghĩ vẫn là rất khí. Ngụy Đông Hoa nói rằng, hơn nữa ngươi biết không, vừa nãy ta lại đụng tới tên kia, hắn ông một cái phá đồ sứ nát, lại lừa lên ta, ngươi biết hắn lừa ta bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Hai trăm vạn. Mẹ nó, hắn đúng không điên rồi. Trịnh Quân con mắt đều trừng lớn. Ngụy Đông Hoa nói rằng, đúng đấy vì lẽ đó ta mới nói hắn quả thực có bệnh. Hắn biết 200 vạn là khái niệm gì sao, biết 200 vạn chồng đồng thời cao bao nhiêu à? Lại dám dở công phu sư tử ngoạm, ta thật phục rồi. Tính toán một chút, chớ cùng người như thế chấp nhặt, cũng đừng bởi vì loại người này tức giận, hắn a, à, phỏng chừng chính là sinh hoạt không như ý, nhìn thấy chúng ta trải qua tốt, ghét giàu. Trình quân an ủi. Nhưng là người ta chính là rất khí mà. Trịnh Quân bất đắc dĩ cười cợt, vậy ngươi muốn thế nào? Ngụy Đông Hoa giả bộ nhăn nhó một hồi, nhẹ giọng nói: Ngươi có chưa từng nghe nói một câu nói, gọi là bao trị bách bệnh? Được, ngươi xem lên cái nào bao, lão công mua cho ngươi. Trịnh Quân bàn tay lớn vẫy một cái, hào khí nói rằng: Qua, lão công ngươi thật tốt, một a. Ngụy Đông Hoa miết dày môi con ở Trịnh Quân trên mặt in cái dấu sau môi ta hai ngày trước theo mấy cái người đầu tư nói chuyện đàm luận, bọn họ đều có ý hướng đầu tư ta hạng mục, phỏng chừng này mấy ngày sẽ chính thức ký tên hợp đồng, truyền vào tài chính. Lão bà, chúng ta muốn bắt đầu đi tới nhân sinh đỉnh cao, nếu như thuận lợi, sang năm hiện tại, chúng ta liền có thể ở đến tay tử ven hồ xếp trong phòng. Trình quân ông lão bà vai, triển vọng tốt đẹp tương lai. Lão công vạn tuế. Đêm nay, người ta sẽ cố gắng khen thưởng ngươi ngụy đông hoa hoang hô một tiếng sau đó ngượng ngùng nói rằng một bên khác chàng trai lại là ngươi a lão lâm chạy tới hiện trường vừa nhìn hắt lại là người quen cũ khương bạch gật đầu nói là ta lâm cảnh sát lại gặp mặt lão lâm đi lên phía trước cười ha hả nói nói một chút đi lần này là xảy ra chuyện gì khương bạch nói rằng lâm cảnh sát Ngươi còn nhớ lần trước ta báo cảnh sát cái kia dắt chó không dắt dây thừng người sao? Ân ừ, nhớ tới. Vừa nãy ta đụng tới nàng, nàng dắt chó vẫn không có dắt dây thừng, hơn nữa còn mệnh lệnh hắn chó công kích ta, ta giày lên hiện tại còn dính chó ngụm nước. Khương Bạch nhấc lên bị chó đen lớn cắn qua chân trái, nói rằng nếu như không phải ta giày chất lượng tốt, e sợ đã bị cắn bị thương. Này có chút quá mức. Lão Lâm nhíu nhíu mày dắt chó không dắt dây thường, dạy mãi không sửa, là một số sự tình. Mệnh làm mình chăn nuôi sủng vật chó công kích người khác, đây là khác một số sự tình. Người sau tính chất rõ ràng so với người trước ác liệt nhiều lắm. Người chân thế nào? Những nơi khác có bị thương không? Lão Lâm liền vội vàng hỏi. Khương Bạch một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, nói rằng. Những nơi khác đúng là không có bị thương, thế nhưng thế nhưng ta sứ thanh hoa nát, là bởi vì bị chó nhào ngã cho nên mới ngã nát. Lão Lâm sát thực nhìn thấy trên đất một đống đồ sứ mảnh vỡ, nói rằng: "Nếu như có thể chứng minh là bởi vì đối phương sủng vật chó quan hệ dẫn đến ngươi đồ sứ phá nát, ngươi có quyền làm cho đối phương bồi thường sự tổn thất của ngươi." "Đúng, ngươi cái này đồ sứ là bao nhiêu tiền mua?" "200 vạn." "Hả? 200 vạn a à khủ?" Khụ khụ lão lâm lại bị nước miếng của chính mình sặc đến liên tục ho khan, mặt đều đỏ lên. Ai? Tại sao muốn nói lại? Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 22 Đừng gọi ta tiểu huynh đệ, thỉnh gọi ta nguyên cáo. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Len keng. Tiếng chuông cửa vang lên. Đến rồi trịnh quân trả lời một câu đứng dậy mở cửa phòng ra liền xem tới cửa đứng hai vị mặc đồng phục cảnh sát nhân dân một cái trong đó chính là lão lâm một cái khác là lần trước với hắn cùng đi ra cảnh tuổi trẻ cảnh sát nhân dân tiểu trần các ngươi đây là trịnh quân mặc lộ vẻ vẻ nghi hoặc lão lâm sáng lên một cái giấy chứng nhận nói xin chào ta là phố trường hà đồn công an cảnh sát nhân dân lâm quốc an đây là đồng nghiệp của ta trần tường xin hỏi ngụy đông hoa nữ sĩ ở nhà à ân ừ, ở các ngươi tìm nạn có chuyện gì sao trình quân gật gù trong lòng dân lên một tia bất an lão lâm nói rằng là như vậy vừa nãy có một cái chàng trai báo cảnh sát xưng ngụy đông hoa nữ sĩ dắt chó không dắt dây thừng còn mệnh lệnh chó công kích hắn dẫn đến hắn một cái sứ thanh hoa ngã nát hiện tại ta đầu lưỡi gọi đến ngụy đông hoa nữ sĩ theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra xin phối hợp vừa nghe lời này trịnh quân hơi thay đổi sắc mặt tên kia lại báo cảnh sát trong phòng khách ngụy đông hoa cũng nghe được cảnh sát nhân dân giận đùng đùng đi tới lôi kéo giọng nói lớn nhi hét lên cái gì cái kia nghèo điểu ti báo cảnh sát không phải ta nói các ngươi cảnh sát nhân dân là vì nhân dân phục vụ không phải vì một mình hắn phục vụ mỗi lần đều bởi vì hắn này điểm chuyện hư hỏng hưng sư động chúng các ngươi chính là như vậy lãng phí cảnh lực còn có, các ngươi đồn công an dựa vào cái gì không phân tốt xấu liền gọi đến ta? Hắn nói cái gì chính là cái đó a. À? Trình Quân liền vội vàng kéo lão bà, chỉ lo nàng lại nói ra cái gì càng lợi quá đáng đến. Lão Lâm khẽ cau mày, mặt lộ vẻ vẻ không vui, hướng về Ngụy Đông Hoa nói rằng: Người bị hại hướng về chúng ta cung cấp rõ ràng hiện trường video, vậy thì là chứng cứ xác thực nhất. Trong video biểu hiện ngươi hướng về ngươi sủng vật chó truyền đạt sáng tỏ chỉ lệnh nhường nó đi công kích người bị hại dẫn đến người bị hại ngã xuống đất trong tay đồ sứ bởi vậy ngã nát cái kia cái kia lại làm sao mà ta lại không phải không cho hắn bồi thường là chính hắn không muốn ngụy đông hoa ánh mắt lấp lóe hai lần mạnh miệng nói lão lâm hỏi ngươi cho hắn bồi bao nhiêu tiền hai trăm a ngụy đông hoa vẫn dưng như không nói rằng không phải là một cái phá đồ sứ sao, ta bồi hắn 200 khối, đủ hắn bán 17 18 cái. Nếu như còn không hài lòng, quá mức ta lại bồi cho hắn một điểm tiền thuốc thang cùng tổn thất tinh thần phí tốt. 200. Lão Lâm cười lắc lắc đầu, nói rằng: Cái này đồ sứ giá trị 200 vạn. Ngươi nghĩ như thế nào, cảm thấy 200 khối liền có thể bồi thường người ta tổn thất? Cái gì? 200 vạn? Không phải Cảnh sát nhân dân đồng chí, loại chuyện hoang đường này các ngươi cũng tin tưởng a. À. Hắn chính là một cái đến Long Thành làm công nhà quê, ở vẫn là ngăn cách phòng đi thuê, hắn làm sao có khả năng sẽ có 200 vạn đồ cổ sứ Thanh Hoa. Các ngươi có hay không đã điều tra a, à, không thể bởi vì hắn lời nói của một bên liền oan uổng người tốt a. À. Ngụy Đông Hoa nhất thời xù lông. Trình Quân lôi kéo tay của vợ, hướng về lão Lâm nói rằng: Đồng chí, các ngươi là không phải lầm nha. Người bị hại hướng về chúng ta cung cấp quyền uy giám định cơ cấu giám định giấy chứng nhận, ta đã nhường đồng sự xác định qua, giấy chứng nhận làm thật. Chúng ta bước đầu cho rằng, người bị hại tổn hại sứ thanh hoa xác thực giá trị 200 vạn nhân dân tệ. Bởi vì liên quan án kim ngạch trọng đại, vì lẽ đó chúng ta mới sẽ gọi đến người trong cuộc trở lại hiệp trợ điều tra. Đương nhiên, chúng ta còn có thể tìm quyền uy chuyên gia đối với sứ thanh hoa mảnh vỡ tiến hành giám định, bảo đảm không sẽ sai lầm điểm này các ngươi có thể yên tâm. Lão Lâm mặt không hề cảm xúc nói rằng. Nhưng trong lòng hắn, đối với Ngụy Đông Hoa đã tràn ngập căm ghét. Lần trước nhằm vào giác chó không dắt dây thường sự tình, cũng đã đối với nàng tiến hành đầu lưỡi phê bình cùng giáo dục, không nghĩ tới nàng không những không có cải chính, trái lại còn làm trầm trọng thêm, dẫn đến càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, làm hỏng việc không có nửa điểm cảm giác ấy nấy, lại còn một cái một cái nhà quê, trong giọng nói đối với người bị hại tràn ngập xem thường. Là ai cho nàng cảm giác ưu việt? Đương nhiên, lão Lâm là được qua chuyên nghiệp huấn luyện, trong tình huống bình thường sẽ không hành động theo cảm tình. Nghe được hắn lời nói này, Ngụy Đông Hoa đã hoảng rồi. "Không, không phải hắn đồ sứ chính mình không giữ gìn kỹ ngã nát, này cũng lại ta. Nhà ta bảo bảo chỉ là muốn với hắn đùa giỡn mà thôi." Lão Lâm cau mày nói. Ngụy nữ sĩ theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra đi chuyện này liên quan đến kim ngạch to lớn không phải ngươi dăm ba câu liền có thể rủ sạch quan hệ ngươi hiện tại muốn cân nhắc không phải làm sao từ chối trách nhiệm mà là muốn ở người bị hại khởi tố ngươi trước đó cùng hắn đạt đến điều giải bằng không ngươi có thể sẽ đối mặt ba năm trở lên bảy năm trở xuống tù có thời hạn âm âm lời nói này nhất thời nhường ngụy đông hoa nội tâm như bị sét đánh nàng trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Bên cạnh trịnh quân cũng sốt ruột. Cảnh sát nhân dân đồng chí, tốt. Hiện tại cái gì cũng không muốn nói rồi, lão lâm cất cao giọng nói. Ngụy đông hoa nữ sĩ, ta hiện tại lần thứ hai gọi đến ngươi, theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra. Xin ngươi phối hợp. Ta không đi. Chuyện này không có quan hệ gì với ta, dựa vào cái gì mang ta trở lại mất trí ngụy đông hoa kêu gào liền muốn hướng về trong phòng trốn cũng may trịnh quân vẫn tính lý trí liền vội vàng kéo nàng nhẹ giọng lại nói lão bà đừng hoảng hốt đừng loạn cảnh sát nhân dân đồng chí gọi đến ngươi trốn là trốn không rơi như vậy sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng bết bát không có chuyện gì ta theo ngươi cùng đi phối hợp điều tra nếu như đúng là trách nhiệm của chúng ta vậy thì nghĩ biện pháp cho đối phương bồi thường không có chuyện gì không có chuyện gì Ngụy Đông Hoa lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Sau đó, hai người thay đổi quần áo, theo lão Lâm rời đi. Đồn công an phòng điều giải bên trong. Lão Lâm đem Khương Bạch cung cấp hiện trường video, cùng với giám định giấy chứng nhận bức ảnh biểu diễn cho Ngụy Đông Hoa, cũng nói rằng: "Ngụy nữ sĩ, ta nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại chứng cứ đối với ngươi rất bất lợi, chuyện này nói lớn chuyện ra, đó là cố ý hủy hoại người khác tài vật." 200 vạn, tuyệt đối đạt đến mức to lớn tiêu chuẩn, hơn nữa trong video có thể nhìn thấy là người cố ý cho người sủng vật chó truyền đạt công kích người bị hại sáng tỏ chỉ lệnh, cái này tình tiết cũng là rất nghiêm trọng. Nếu như người bị hại truy cứu tới cùng, người rất có thể sẽ đối mặt 3 năm trở lên 7 năm trở xuống tù có thời hạn, này cũng không phải chuyện giật gân. Ngụy Đông Hoa mặt nhất thời bá một hồi liền trắng, trong con ngươi hiện ra thần sắc hốt hoảng. Trình quân một bên ông thê tử vai an ủi, một bên hướng về lão Lâm nói rằng: "Cảnh sát, chuyện này đúng là chúng ta không đúng, nhưng này dù sao cũng là chó, không phải người, xảy ra chuyện như vậy chúng ta cũng không nghĩ tới." "Nếu như chuyên gia giám định cái kia đồ sứ xác thực giá trị nhiều tiền như vậy," Trịnh Quân cắn răng, "Ta đồng ý bồi thường. Ngài xem, có thể không thỉnh vị kia người bị hại lại đây một chuyến, chúng ta muốn cùng đối phương tâm sự, xem có thể hay không điều giải." trình quân thái độ đúng là coi như không tệ sự tình tính chất ta đã theo hai vị nói rõ ràng ta hiện tại đi thỉnh người bị hại lại đây lão lâm đi tới cửa thời điểm ngừng lại quay đầu lại nói rằng đúng ta muốn khuyên nhủ hai vị một câu chờ một lúc nhìn thấy người bị hại các ngươi tốt nhất thái độ khá một chút cho người ta thành khẩn nói xin lỗi sau đó tích cực bồi thường làm như vậy đối với các ngươi chỉ có lợi nói xong lão lâm đi ra ngoài lão công, làm sao làm, làm sao làm a, à, ta không muốn ngồi tù. Ngụy Đông Hoa lung lay, Trịnh Quân cánh tay gào khóc nói. Trịnh Quân nén được tính tình an ủi, đừng có gấp, không có chuyện gì, vừa nãy cảnh sát nhân dân đồng chí cũng nói rồi, chúng ta thành khẩn xin lỗi, tích cực bồi thường là không sao. Ngụy Đông Hoa chậm rãi gật đầu, nội tâm vẫn như cũ thấp thỏm cực kỳ. Trịnh Quân thở dài một tiếng, tâm loạn như ma. Chỉ chốc lát sau phòng cửa mở ra, lão lâm mang theo Khương Bạch đi vào. Nhìn thấy Khương Bạch, Ngụy Đông Hoa mở trừng hai mắt liền muốn nổi giận, nhưng tiếp theo nghĩ đến ba năm trở lên bảy năm trở xuống, nàng lập tức khéo. Tiểu huynh đệ ngươi tốt, ta là Ngụy Đông Hoa trượng phu, trịnh quân. Trịnh quân lập tức đứng lên, hướng về Khương Bạch nhiệt tình đưa tay ra. Đừng gọi ta tiểu huynh đệ, thỉnh gọi ta nguyên cáo. Khương Bạch lạnh lùng nói một câu, tự mình tự đi tới đối diện ngồi xuống này trịnh quân duỗi ra tay cứng trên không trung. Có điều hắn dù sao cũng là trà trộn thương trường kẻ già đời, lập tức liền điều chỉnh xong, dùng nụ cười che giấu chính mình lúng túng, ngồi xuống lại. Lão Lâm mở miệng nói. Ta hiện tại chủ trì các ngươi song phương điều giải công tác, thỉnh song phương người trong cuộc gắn giữ tỉnh táo, không muốn làm ra bất kỳ cái gì quá khích cử động. Tiếng nói rơi, hắn còn cố ý nhìn Ngụy Đông Hoa một chút. Chỉ sợ nữ nhân này sang bậy. Trịnh quân vội vàng nói. Cảm ơn lâm cảnh sát, chúng ta rõ ràng. Tốt, các ngươi bắt đầu đi. Lão lâm nói rằng. Trịnh quân nhìn về phía đối diện Khương Bạch, trên mặt chất đầy nụ cười, chậm rãi mở miệng chấn động, chấn động, chuyện gì mà hót leo top một của tháng thế này. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 23 Ta đã xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn thế nào? nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tiểu huynh đệ, cái kia ta trước tiên thế lão bà ta nói cho ngươi tiếng xin lỗi, là lỗi của chúng ta, chúng ta đã sâu sắc biết được chính mình sai lầm, còn thỉnh ngươi có thể lượng giải. Cho tới bồi thường, ngươi yên tâm, ta nhất định, trịnh quân lợi còn chưa nói hết, Khương Bạch liền mở miệng nhắc lời hắn, trịnh tiên sinh đúng không, là ai phạm sai, liền do ai đến xin lỗi, chuyện này nào có thay thế, lão gia ngại bà lại không phải sẽ không nói chuyện nói, Khương Bạch khóe miệng treo lên nụ cười, nhìn về phía sắc mặt tái xanh Ngụy Đông Hoa. Ngươi! Ngụy Đông Hoa trừng mắt lên, nhất thời liền xù lông. Trình quân vội vã tầng tầng nắm chặt lão bà tay, đi xuống ép một chút, đè lên cổ họng nói rằng. Đừng đùa tiểu tính tình, cho tiểu huynh đệ xin lỗi. Ngụy Đông Hoa hít sâu một hơi, lòng không cam tình không nguyện mở miệng. Xin lỗi, được rồi đi. Cái gì gọi là, xin lỗi được rồi đi. Đây chính là ngươi xin lỗi thái độ. Không biết còn tưởng rằng ngươi muốn ăn ta đây. Khương Bạch xì sì cười một tiếng lắc lắc đầu. Thái độ thành khẩn một điểm, lẽ nào ngươi thật muốn đi vào sao? Trình quân ở lão bà bên tai nhỏ giọng nói. Đi vào. Chữ này trong nháy mắt kích thích đến ngụy đông hoa. Nàng vội vã thay đổi một loại ngữ khí nói rằng. Xin lỗi. Tiểu huynh đệ, là ta sai rồi ta không nên dắt chó không dắt dây thừng càng không nên nhường con trai của ta cắn ngươi đều là ta sai xin ngươi tha thứ cho nói xong ngụy đông hoa đứng lên đến hướng về khương bạch không người bái thật sâu nên có nói hay không lần này xin lỗi thái độ tối thiểu ở bề ngoài tốt hơn rất nhiều con trai của ngươi lão lâm nghi hoặc không phải chó cắn à ngụy đông hoa mặt đỏ lên con trai của ta chính là chó lão lâm khụ khụ trịnh quân ho khan hai tiếng con ruồi xoa tay tiểu huynh đệ ngươi xem lão bà ta xin lỗi cũng nói ta lại đem bồi thường thanh toán chuyện này đúng không liền qua khương bạch liếc nhìn trịnh quân này người đúng là vẫn tính biết lý lẽ tối thiểu ở bề ngoài việc làm không tật xấu toại gật đầu có thể a à, đem sự tổn thất của ta bồi thường cho ta ta có thể cân nhắc với các ngươi điều giải tiểu huynh đệ rộng thoáng. Trình quân sắc mặt vui vẻ, hướng về Khương Bạch giơ ngón tay cái lên, trước tiên nâng dưới chân thối, nói tiếp. Tiểu huynh để thống khoái như vậy, ta trịnh quân cũng không phải keo kiệt người. Có điều 200 vạn hữu điểm quá nhiều, ngươi xem, có thể hay không ít một chút. 100 vạn, ta bồi thường ngươi 100 vạn, chỉ cần ngươi gật đầu, ta trong vòng 3 ngày liền đem tiền đánh cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Trịnh quân trên mặt cười theo dung. 200 vạn a, à, thực sự là quá nhiều. Nếu như Trịnh Quân không có gây dựng sự nghiệp, cắn răng lại tìm bằng hữu thân thích mượn điểm, ngược lại cũng có thể ở 3, 5 ngày thời gian trong tập hợp đủ 200 vạn, nhưng hắn gây dựng sự nghiệp trên căn bản quản gia đấy móc trổng, tiền toàn đập vào công ty đi, thậm chí còn nợ không ít ngân hàng cho vay, nơi nào còn có nhiều tiền như vậy bội cho khương Bạch. Mặc dù là 100 vạn, cũng phải tìm người vay tiền mới có thể tập hợp Ngụy Đông Hoa cũng tha thiết mong chờ nhìn Khương Bạch. Khương Bạch khóe miệng hơi cuộn lên. Xin lỗi, cái phương án này ta không tiếp thu. Cái kia bình nguyên thanh hoa mai là ta cho cha ta chuẩn bị quà sinh nhật, ý nghĩa trọng đại. Ở trong lòng ta, giá trị của nó căn bản không phải con số có thể cân nhắc. Ta cũng không với các ngươi nhiều muốn, nhưng ta cái kia bình nguyên thanh hoa mai kinh tế giá trị là 200 vạn, số tiền kia các ngươi nhất định phải một xu không ít bội cho ta chú ý là một xu cũng không thể thiếu khương bạch âm thanh ở phòng điều giải bên trong vang lên trình quân hai vợ chồng sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi hai trăm vạn bọn họ lên chỗ nào đi gom nhiều như vậy tiền tiểu huynh đệ ta chính đang gây dựng sự nghiệp mấu chốt nhất giai đoạn tiền tất cả đều quăng vào đi thực sự là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền đến ngươi cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, ngươi xem, có thể hay không hơi hơi ít một chút. Trịnh quân kéo xuống mặt mũi, khổ sở cầu xin. Ngụy Đông Hoa cũng không có trước hung hăng vẻ mặt, hai tay chắp tay, liên tiếp khẩn cầu. Ngươi gây dựng sự nghiệp là ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Ta nói rồi, hai trăm vạn một xu cũng không thể thiếu. Khương Bạch thái độ kiên quyết, là lão bà ngươi mệnh lệnh nhà ngươi chó công kích ta, do đó dẫn đến ta sứ thanh hoa ngã nát. Trước đó ta nhắc nhở qua nàng, ta nói ta sứ thanh hoa rất quý trọng, nàng nói nàng thường nổi, còn nói muốn gấp 10 lần bồi thường cho ta. Ta cũng không phải không giảng đạo lý người, gấp 10 lần thì thôi, nhưng ta sứ thanh hoa giá trị bao nhiêu tiền, các ngươi nhất định phải cho ta chiếu giá bồi thường. Ngụy Đông Hoa, ta nào có biết ngươi cái kia phá ngươi cái kia sứ thanh hoa như vậy quý trọng, ta cũng không nghĩ tới a, à, nếu như sớm biết, ta chắc chắn sẽ không nhường nhà ta bảo bảo cắn ngươi. Hả, ý tứ là nếu như ta sứ thanh hoa không đáng giá, ngươi là có thể tùy tiện mệnh lệnh ngươi chó công kích ta." Khương Bạch nở nụ cười. Ngụy Đông Hoa vội vã xua tay. "Không phải không phải, ta không phải ý này." Khương Bạch nói rằng. "Ta không quản ngươi là có ý gì, ta cũng không quản ngươi thú vị vẫn là vô vị, ta lặp lại một lần, ta sứ thanh hoa giá trị 200 vạn, các ngươi nhất định phải một xu không ít bồi cho ta." Các ngươi đồng ý bồi thường tiền, ta liền với các ngươi điều giải, không muốn chúng ta tòa án thấy. Đến thời điểm, chỉ sợ cũng không phải bồi thường tiền đơn giản như vậy. Ngươi uy hiếp ta. Ngụy Đông Hoa ánh mắt sáng lên, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên kích động lên, hướng về lão Lâm nói rằng: "Cảnh sát nhân dân đồng chí, ngươi có thấy hay không, hắn đang uy hiếp ta a. À? Ta muốn cáo hắn." Lão Lâm bất đắc dĩ nói: "Ngụy nữ sĩ, sử dụng pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi là mỗi cái công dân được hưởng quyền lợi chuyện này làm sao tính uy hiếp đây ngươi vẫn là nghĩ biện pháp chuẩn bị tiền đi trịnh quân cắn răng thật không thể dàn xếp một hồi dàn xếp không được khương bạch hướng về cái ghế mặt sau một dựa vào chậm rãi lắc đầu ai tiền đều không phải gió thổi đến các ngươi phạm sai dựa vào cái gì để cho ta tới bị tổn thất đây là đạo lý gì họ khương ngươi không muốn khinh người quá đáng ngụy đông hoa triệt để nổ tăng một hồi đứng lên đến hai tay chống nạnh hướng về phía khương bạch trống to ta đã xin lỗi ngươi ngươi còn muốn thế nào có phải là thật hay không muốn đem người ép lên tuyệt lộ ngươi mới bỏ qua ngươi này người làm sao máu lạnh như vậy như thế ác độc lời này mùi vị quá hướng khương bạch cũng lại ép không được nội tâm hỏa khí hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm ngụy đông hoa nói cái gì gọi là ta đã xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Cái nào điều pháp luật quy định, ngươi nói xin lỗi ta, ta liền nhất định muốn tha thứ ngươi. Xin lỗi nên bị tha thứ à, xin lỗi liền nhất định có thể bị tha thứ à. Đúng không giết người, theo người bị hại gia thuộc nói một câu xin lỗi, là có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Khương Bạch đều không còn gì để nói. Đến cùng là não tác động mạch bao nhiêu năm mới có thể nói ra như vậy ngu ngốc ngươi dắt chó không dắt dây thừng trước sau dọa ta hai lần ngày hôm nay là lần thứ ba lần này ngươi càng quá đáng dĩ nhiên mệnh lệnh ngươi chó công kích ta ngươi bản thân cũng đối với ta các loại sĩ nhục chửi rủa huống chi ta tổn thất chính là hai trăm vạn sứ thanh hoa mà ngươi tổn thất có điều là buồn cười bộ mặt ngươi nói cho ta khương bạch hét lớn dựa vào cái gì ngươi nhẹ nhàng một câu xin lỗi ta nhất định phải tha thứ ngươi dựa vào cái gì khương bạch tự nhận tính khí vẫn tính là khá là tốt nhưng cũng che không nổi như vậy não tàn ngôn luận thật không biết người như thế là làm sao sống đến lớn như vậy còn không bị người đánh chết ta không phải là ngụy đông hoa còn muốn cãi lại đủ trịnh quân gầm nhẹ một tiếng ngươi còn hiềm gây ra nhiễu loạn không đủ lớn à ta đã sớm nói với ngươi rồi dắt chó thời điểm muốn dắt dây thừng muốn dắt dây thừng nhưng ngươi vẫn không vâng lời hiện tại tốt vỡ vụng người ta một cái hai trăm vạn sứ thanh hoa ngươi đem nhà chúng ta đều bồi đi vào ngươi cái phá sản đàn bà đùng một cái tác che ở ngụy đông hoa trên mặt ngụy đông hoa bụng mặt tại chỗ liền bối rối ngươi đánh ta trịnh quân ngươi đánh ta ngươi câm miệng cho ta trịnh quân mạnh mẽ trừng ngụy đông hoa một chút vừa nhìn về phía khương bạch đầy mặt lấy lòng vẻ mặt tiểu huynh đệ ta đã mạnh mẽ đánh này ác phụ nếu như ngươi chưa hết giận, ta có thể tiếp tục đánh. Khương Bạch nhìn xì cười một tiếng, trực tiếp đứng lên, không muốn đạo đức bắt cóc ta, này không dùng. Nếu như ngươi nghĩ đánh, có thể về đến nhà đóng cửa lại chậm rãi đánh. Không có quan hệ gì với ta, ta cũng không có hứng thú xem. Lâm cảnh sát, ngươi cũng nhìn thấy, đối phương hoàn toàn không có điều giải thành ý, ta nghĩ, cũng không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Ta tin tưởng, pháp luật sẽ cho ta một cái công đạo ta đi trước nói xong khương bạch trực tiếp rời đi phòng điều giải lão lâm lắc đầu thở dài nói rằng ngụy nữ sĩ xét thấy người bị hại không tiếp thu điều giải chúng ta ở thu đến chuyên gia giám định kết quả phản hồi sau khi sẽ đem bản án chuyển giao viện kiểm soát nhất lên công tố ở mở phiên tòa thẩm lý trước ngươi không thể rời đi long thành nghĩ điều giải các ngươi muốn xuất ra thành ý đến phải nhanh một chút, bằng không lên tòa án, liền hết thảy đều muộn. Hai vị, các ngươi có thể đi về trước. Nói xong, lão Lâm cũng đứng dậy rời đi phòng điều giải. Hắn một khắc đều không muốn đối mặt Ngụy Đông Hoa như vậy kỳ hoa. Tuy rằng ở cơ sở công tác 20 năm, lão Lâm muôn hình muôn vẻ người đều gặp, nhưng nếu bạn về càng quấy, cãi chày cãi cối, Ngụy Đông Hoa tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Mà Trịnh Quân nhìn qua tựa hồ rất giảng đạo lý thái độ cũng không sai, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ, vẫn là không muốn bồi thường, chỉ có điều không giống lão bà hắn khó coi như vậy thôi. Nói cho cùng, hai vợ chồng này đều không phải kẻ tốt lành gì. Lão Lâm thật sợ mình tiếp tục tiếp tục chờ đợi, sẽ bị hai người này kỳ hoa ngôn luận khí thành nội thương. Một tháng mấy ngàn khối, chơi đùa cái gì mệnh A truyện hay tháng 9 không thể bỏ qua. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 24 ba ngốc hành động chiến đấu kèn lệnh đã thổi lên nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio lão bà xin lỗi ở phòng điều giải thời điểm ta không phải cố ý muốn đánh ngươi chỉ là cái kia tình huống ta chỉ có thể làm như thế mới có thể tranh thủ cuối cùng điều giải cơ hội ngươi không cần có quá to lớn áp lực trong lòng sử thanh hoa không phải còn ở giám định bên trong sao nói không chắc cái kia họ khương bị người lừa gạt mua được hàng giả như vậy chúng ta liền không cần bồi thường nhiều tiền như vậy. Mặt khác, ta nhờ bằng hữu giới thiệu một cái tốt một chút luật sư, ngày mai ta liền đi trưng cầu ý kiến một hồi, nhìn có hay không cái gì khác biện pháp giải quyết. Một chiếc màu trắng toát chờ ma can bên trong, trịnh quân lái xe, liếc nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, con mắt đỏ chót, vẻ mặt hoảng loạn thê tử, nhỏ giọng an ủi. Hắn không phải là cầu tài sao, kết quả xấu nhất, chính là chúng ta đem nhà bán công ty bên kia tình huống rất tốt chúng ta coi như thuê phòng ở cũng sẽ không quá lâu tin tưởng ta không cần một năm chúng ta liền có thể vào ở phòng mới chỉ cần đem tiền cho đúng chỗ ta tin tưởng hắn sẽ không đem sự tình làm tuyệt nói xong trịnh quân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe thở dài tuy rằng hắn nói tới ung dung nhưng nội tâm nhưng dời sông lấp biển như thế chính trực sự nghiệp tăng lên kỳ lại đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, đổi làm là ai, e sợ đều không thể gắn giữ tỉnh táo. Trịnh Quân khá tốt, ta ta biết, ta không trách ngươi, lão công. Ngụy Đông Hoa khịt khịt mũi, hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Trịnh Quân giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lão bà vai, nói: Chớ suy nghĩ quá nhiều, thả lỏng. Ngày mai tìm ngươi cái kia hai cái chị em tốt đi ra ngoài đi dạo phố, giải sầu. Chuyện còn lại khe nằm. Chi giác. Trịnh quân con ngươi đột nhiên co rụt lại, vội vã mạnh xếp tay lái, đồng thời giẫm dưới phanh lại. Bánh xe ma sát mặt đất, kéo ra thật dài phanh lại dấu vết, đồng thời phát ra sắc bén tiếng ma sát. Ở Ngụy Đông Hoa sợ hãi tiếng thét chói tai bên trong, tót chờ mất đi cân bằng, liên tục quẩy đuôi. Cuối cùng đầu xe ma sát bên đường dải cây xanh hướng về trước trượt mấy mét mới dừng lại. Hô, 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 bên trong xe, vang lên ồ ồ tiếng hít thở hai người đều sợ hãi không thôi. Lão công, xảy ra chuyện gì? Ngụy Đông Hoa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Trịnh Quân. Trịnh Quân hạ xuống cửa sổ xe thò đầu ra hướng phía sau liếc mắt nhìn, chỉ nhìn thấy một con chó lang thang nhanh chóng biến mất ở đường cái đối diện. Thao! Ngu ngốc đồ chó! Cỏ! À! Trịnh Quân tức đến nổ phổi chửi bới, phát tiết như thế đánh tay lái. Người trưởng thành tan vỡ, thường thường liền trong nháy mắt. Ngụy Đông Hoa ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nháy mắt một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Khương Bạch về đến nhà, liền bắt đầu quay chụp video. Hello các bạn bè nhỏ mọi người tốt, ta là Khương Bạch. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại cùng mọi người gặp mặt, không biết mọi người có hay không từng đụng phải dắt chó không dắt dây thường người. Rất bất hạnh, ta liền đụng tới, liên tục đụng tới ba lần, vẫn là cùng một người cùng một con chó, hơn nữa còn đều phát sinh một chút chuyện không vui. Lần thứ nhất, nàng chó đột nhiên từ trong bóng tối lao ra làm ta giật cả mình, lần thứ hai là ta ở chờ thang máy thời điểm, cửa thang máy vừa mở, lao ra một cái chó đen lớn, lần thứ ba, phát sinh ở tối hôm nay, ta lại đụng tới này một người một chó. Chó chủ nhân mệnh lệnh nàng chó công kích ta dẫn đến ta một cái giá giá trị 200 vạn thời nguyên sứ thanh hoa ngã nát, gặp phải tình huống như thế làm sao làm. Đương nhiên là trở tay một cái báo cảnh sát làm cho nàng khóc. Ta mới từ đồn công an trở về, đây là báo án biên nhận, đối phương thái độ rất cường ngạnh, từ chối bồi thường, hiện nay cảnh sát đã tìm chuyên gia đối với ta đồ sứ mạnh vỡ tiến hành giám định. Một khi giám định kết quả đi ra, sẽ đem cái này vụ án chuyển giao viện kiểm soát nhất lên công tố bất lương giác chó người, cuối cùng cũng phải tự ăn quả đắng. Muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, xin nghe lần tới phân giải. Khoa Quạt giấy triển khai, video kết thúc. Khương Bạch bắt đầu cắt tập video. Hắn ở thích hợp vị trí, tăng thêm tương quan âm tầng, video, cùng với báo án biên nhận, đồ sứ mảnh vỡ, giám định giấy chứng nhận các loại bức ảnh. Đương nhiên, gạch men cùng biến âm thanh là ắt không thể thiếu. Mấy phút sau, video biên tập hoàn thành. Khương Bạch kiểm tra một lần, không có vấn đề, click đăng truyền. Dắt chó không dắt dây thường còn ăn nói ngông cuồng. Trở tay báo cảnh sát nhường ngươi khóc. Thượng, Khương Bạch tóp tóp tài khoản lượng fan đã tiếp cận 20 vạn, hơn nữa đều là hoạt phấn, là lấy quy tắc này video vừa mới phát ra, lập tức liền đưa tới quảng đại quan tâm. Khu bình luận cũng trở nên sống động. Cấp 8 đại cùng phong trước tiên khen ngợi sau xem, lương một năm trăm vạn. Phụ dịch tử thừa. Nha gào, trở tay ca lại phát video. Lần này lại là dắt chó không dắt dây thừng, người nếu như nói cái này, ta nhưng là không buồn ngủ. Gia ngạo, làm khó dễ được ta. Dắt chó không dắt dây thừng thật quá bắp thịt bá phiền, người nắm chó làm con trai, không nhất định người khác cũng bắt ngươi chó làm con trai, ngươi cảm thấy nhà ngươi chó con đáng yêu ngoan ngoãn nhưng người khác có thể sẽ sợ sệt. Có mấy người đúng là thái quá, hoàn toàn không để ý tới người khác cảm thụ. Hiện tại tốt, 200 vạn nhất bồi, nhà không đi. Quá hư chí tôn. Xám, bụi, châu tiệt lão bản nương thấy cũng phải mặc cảm không bằng, thiên phủ thành múa quán nữ lão sư thấy cũng phải đốt điếu thuốc. Tắm rửa từ từ. Khỏi nói, nhà ta tiểu khu bên trong dắt chó không dắt dây thường người không muốn quá nhiều, mỗi lần đi ở tiểu khu bên trong đều nơm nớp lo sợ chờ thang máy cũng phải trốn đến bên cạnh đi theo vật nghiệp phản hồi vô số lần cũng vô dụng trở tay ca cho ta các loại dân đen vạch ra một con đường sáng a mẹ nó ngày mai ta liền ông ta cái kia số lượng hạn chế gara kip ra ngoài dạo ai nếu như dắt chó không dắt dây thừng cái kia cũng đừng trách ta ngã gara kip ta lừa chết ngươi thanh phong tuyết nguyệt làm sợ chó nhân sĩ thật hy vọng dắt chó đều có thể dây dẫn chó, cười khóc, trứng muối thịt nạc chua. Cái gì cũng không nói, khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ, chờ mong đến tiếp sau. Nhìn thấy những này bình luận, Khương Bạch vui vẻ. Xem ra, thiên hạ khổ, đắng, chó lâu rồi. Có một số việc, chung quy phải có người đến làm. Lúc này, Khương Bạch nhìn thấy hai cái quen thuộc ai đi. Chính đạo ánh sáng. Có thể theo chó chấp nhặt túc chủ cách cục cũng là lỗ kim như vậy lớn. Paris đang lẫn trốn thánh mẫu. Không phải chứ không phải chứ, lẽ nào thân là võng hồng, liền có thể đem lừa tiền nói tới như thế thanh lệ thoát tục à, nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn gia đình, liền bởi vì bị ngươi lừa bịp mà trở nên vụn vặt, ngươi lương tâm sẽ không đau à, dứt bỏ sự thực không nói chuyện, lẽ nào sứ thanh hoa nát chuyện này lên, ngươi liền không có nửa điểm trách nhiệm. Trên thế giới tại sao có thể có ngươi như thế ác độc người? không có gì bất ngờ xảy ra, này hai huynh đệ đã sắp bị hướng nát. Lần này, Khương Bạch không có tự mình ra trận xé bức. Bởi vì hắn biết, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Một ít người kỳ hoa tư duy là rất khó sửa đổi. Có điều Khương Bạch cũng không phải không hề làm gì cả, hắn trở tay cho này hai huynh đệ đến rồi cái hạn chế lên tiếng công bo. Cũng chính là nói, người khác có thể phun bọn họ, mà bọn họ không có cách nào hồi phục rốt cục trải nghiệm đến quyền hạn cho cảm giác ưu việt. Thoải mái Khương Bạch đứng lên đến, chậm rãi duỗi người, đi vào toilet bắt đầu rửa mặt. Một bên khác. Trầm mặt một đường, về đến nhà sau khi, Trịnh Quân liền chui tiến vào thư phòng bắt đầu gọi điện thoại, trưng cầu ý kiến luật sư, tìm bằng hữu vay tiền mà Ngụy Đông Hoa thì lại dựa vào ở phòng khách trên ghế salon, xoa xoa nhi tử đầu chó, nâng điện thoại di động theo khuê mật quán giận group cha disney đang lẫn trốn công chúa nhóm bên trong ngụy đông hoa lệ lệ thắng mỹ các chị em ta gặp phải một cái phi thường buồn nôn sự tình lệ lệ làm sao tập mỹ thắng mỹ hoa hoa không khóc có chuyện gì theo chúng ta nói ngụy đông hoa thêm mắm dặm muối đem chuyện đã xảy ra nói một lần ở nàng phiên bản bên trong chính mình chính là cái vô tội người bị hại mà khương bạch thì lại biến thành cố ý lừa người chạm xứ người vô liêm sĩ. Quả nhiên, lệ lệ cùng thắng mỹ hai người nhìn thấy ngụy đông hoa tiểu luận sau khi tập thể cao. Triều lệ lệ. Trời ạ, à, trên thế giới tại sao có thể có như thế buồn nôn người, thực sự là phía dưới. EUA. Thắng mỹ lại là hàng ngày sợ năm một ngày, ông một cái chị em tốt, ông 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 ngụy đông hoa các chị em các ngươi nói ta nên làm gì a à? 200 vạn đối với chúng ta nhà tới nói không tính cái gì, cũng là ta lão công hai tháng thu vào. Nhưng liền như thế cho cái kia hạ cấp nam, ta thực sự là không cam lòng. Tức giận, lệ lệ. Có. Lệ lệ. Ta có biện pháp. Ngụy Đông Hoa. Nói mau nói mau. Lệ lệ. Chúng ta là thế yếu quần thể, theo loại kia vô liêm sĩ hạ cấp nam đấu là đấu không thắng, chúng ta cần tìm càng nhiều tỷ mùi hỗ trợ, chiếm cứ hướng đầu gió dư luận, bức bách cái kia hạ cấp 5 chịu nhận lỗi. Ta tiểu hồng trư tài khoản có ba vạn phan, hơn nữa đều là tiểu tiên nữ, chỉ cần đem ngươi tao ngộ phát đi tới, nhất định sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Thắng Mỹ Ta đầu biện tài khoản cũng có mấy ngàn phan. Ngụy Đông Hoa, hoa hoa ta nhớ tới ngươi vi bột tài khoản phan cũng không ít đi. Ngụy Đông Hoa. từ ta vi bột phan tiếp cận một vạn. Lệ lệ. Vậy thì đủ, các chị em, chiến đấu kèn lệnh đã thổi lên, chúng ta từng người chủ công một mảnh trận địa, trận này chiến dịch, chúng ta nhất định có thể hoàn toàn thắng lợi. Thắng Mỹ. Không sai. Tất thắng. Ngụy Đông Hoa. Khóc, 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 ô ô ô, các ngươi thật, ta khóc chết. Có thể có các ngươi này hai cái chị em tốt, ta quá may mắn lệ lệ. Ông Hoa Hoa không khóc, đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai buổi sáng chúng ta ở chuyển giác phòng cà phê chạm mặt, tính toán cẩn thận tính toán. Thắng Mỹ. Okaka. Ngụy Đông Hoa. Từ chấn động, chấn động, chuyện gì mà hót leo top một của tháng thế này? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 25 Thượng đế đến rồi cũng phải ăn vả miệng nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio suốt đêm không nói chuyện rất nhanh kim ô bay lên thỏ ngọc hạ xuống một ngày mới đến long thành thức tỉnh mọi người bắt đầu rồi phong phú mà lại bận rộn một ngày nên đến trường đi học nên đi làm đi làm yêu thích xếp nát tiếp tục xếp nát lão bà ta hẹn luật sư cơm nước xong chúng ta đi tìm hắn trưng cầu ý kiến một hồi ăn điểm tâm thời điểm trịnh quân nói như vậy luật sư chính đại khẩu nhai nghiêng ngẫm rau hẹ học ngụy đông hoa ngẩng đầu lên nghĩ một hồi nói rằng lão công chính ngươi đi thôi ta có chút không thoải mái ngày hôm nay không nghĩ ra cửa nhìn lão bà dính vào răng cửa lên rau hẹ trịnh quân long mày hơi nhíu một hồi nội tâm lóe qua một vệt căm ghét chính hắn đều cảm thấy kỳ quái trước đây cũng không phải chưa từng nhìn thấy tình cảnh này nhưng vào lúc ấy chỉ cảm thấy lão bà rất đáng yêu, rất đơn thuần nhưng hiện tại đồng dạng một màn lại làm cho hắn lòng sinh căm ghét thậm chí là có chút buồn nôn được cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt trình quân không thấy ngon miệng rút ra hai tấm giấy lau miệng liền vội vội vàng vàng ra ngoài ầm cửa tầng tầng khép lại ông ông hầu như trong cùng một lúc di động chấn động màn hình sáng lên ngụy đông hoa cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn là lệ lệ ở group chat, Disney Ni đang lẫn trốn công chúa nhóm bên trong phát tin tức. Thắng Mỹ hoa hoa, các chị em, 9 giờ rưỡi chuyển giác phòng cà phê thấy, không cần làm phiền trang điểm rồi, đều là chính mình tỉ mùi, nghịch ngậm nghịch ngậm nghịch ngậm quỷ mới tin ngươi, ngụy đông hoa trong miệng nằm rau hẹ hộc, nội tâm đau khổ, hai tay nhanh chóng click 26 cái chữ cái trả lời. Đã ra ngoài, lập tức tới ngay, đều không cho trang điểm. Sau đó, nàng đem điện thoại di động ném qua một bên, lung tung bôi một hồi miệng, liền chạy trở về phòng, ngồi ở bệ trang điểm trước toàn cảnh văn phòng luật sư bên trong. Sự tình chính là như thế chuyện này. Trình quân đem đầu đuôi sự tình giảng giải một lần, nhìn đối diện Âu Phục dày da nam nhân nói. Trương luật sư, ta nghe bằng hữu nói, ngài là Long Thành tốt nhất hình biện luật sư, lần này còn mời ngài bất luận làm sao muốn giúp giúp ta. Trương Vĩ trên mặt mang theo tính trước kỹ càng mỉm cười, nhàn nhạt hỏi. Trịnh tiên sinh, ngươi yêu cầu là cái gì đây? Này, trịnh quân trầm ngâm chốc lát, nói. Lão bà ta không thể ngồi tù, đây là điểm mấu chốt. Còn bồi thường 200 vạn quá nhiều. Ta rõ ràng. Trương Vĩ gật gù, nghiêm mặt nói. Ta muốn trước tiên theo ngươi sáng tỏ một điểm, bồi thường là khẳng định muốn bồi, này điểm không thể nghi ngờ luật dân sự điển đệ 1,245 điều quy định, chăn nuôi động vật tạo thành người khác tổn hại, động vật người nuôi hoặc là quản lý người cần phải gánh chịu xâm quyền trách nhiệm. Chuyện như vậy thông thường thuộc về dân sự tranh cãi, mặc dù là báo cảnh, cũng chủ yếu lấy điều giải làm chủ, cũng chính là bồi thường tiền, xin lỗi, sẽ không lên lên tới hình sự mức độ. Thế nhưng lão bà ngươi chuyện này, thứ ta nói thẳng, tính chất có chút nghiêm trọng. Dựa theo lời ngươi nói, lão bà ngươi từng cho chó truyền đạt sáng tỏ chỉ lệnh mệnh lệnh công kích người bị hại chăn nuôi động vật căn cứ người nuôi chỉ lệnh hoặc ám chỉ công kích người khác dẫn đến người khác bị thương người nuôi nghi có dính líu đến cố ý thương tổn tội khiến tài sản người khác bị tổn thất người nuôi nghi có dính líu đến tội cố ý hủy hoại tài vật sự kiện lần này bên trong người bị hại không có chịu đến thân thể thương tổn đây là vạn hành nhưng tội cố ý hủy hoại tài vật đồng dạng vô cùng nghiêm trọng này đã là phạm tội hình sự. Trương Vĩ nhấp một hớp cà phê, tiếp tục nói. Hình pháp điều thứ 275 quy định, tội cố ý hủy hoại tài vật là chỉ, cố ý hủy hoại công và tư tài vật, mức trọng đại hoặc là có cái khác tình tiết nghiêm trọng, xử 3 năm trở xuống tù có thời hạn, tạm giam hoặc là phạt tiền, mức to lớn hoặc là có cái khác tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, nơi 3 năm trở lên 7 năm trở xuống tù có thời hạn. Lão bà ngươi hành vi, dẫn đến người bị hại tổn thất kinh tế đạt đến 200 vạn, này đã thỏa mãn mức to lớn tiêu chuẩn, hơn nữa nạn còn tồn tại chủ quan cố ý hiềm nghi, một khi lên tòa án, tình huống không thể lạc quan. Nghe Trương Vĩ này một lời nói, Trịnh Quân sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Trương luật sư, thật nghiêm trọng đến thế sao? Dù sao, như thế nào đi nữa nói, chó chỉ là động vật, nó không phải người, rất nhiều lúc mặc dù chúng ta làm chủ nhân của nó, cũng không cách nào hoàn toàn khống chế hành vi của nó a. À. Trịnh Quân cao mày nói. Trương Vĩ khóe miệng nụ cười không đổi, nói rằng. Trịnh Tiên Sinh, chuyện này không phải đơn giản một câu chó không phải người liền có thể từ chối. Ngươi vừa nãy cũng nói rồi, là lão bà ngươi cho chó truyền đạt rõ ràng sáng tỏ chỉ lệnh, nó mới sẽ công kích người bị hại. Vậy thì cho thấy lão bà ngươi tồn tại chủ quan ý nguyện thương tổn ý đồ. Nàng là người trưởng thành nàng cần phải dự kiến đến hành vi của chính mình có thể sẽ dẫn đến ra sao hậu quả, vẫn như cũ làm như vậy rồi, này tính chất là rất ác liệt. Lùi 10.000 bước giảng, dù cho không phải lão bà ngươi ra lệnh, mà là cho chính mình hành động, nàng đều sẽ nghi có dính líu đến sơ suất phạm tội, huống chi nàng là cố ý. Năm ngoái Sơn Thành liền đã xảy ra một hồi sủng vật chó hại người sự kiện, một cái học sinh tiểu học bị nông hộ nuôi nấng cho cắn thương gáy, cuối cùng cứu giúp vô hiệu tử vong, nông hộ bị khởi tố, tội danh là sơ suất làm người tử vong tội. Hí Trình quân hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cục ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng. Liền vội vàng hỏi Cái kia lẽ nào thật không có biện pháp khác à? Trương Vĩ nói Có mà chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là ở ngoài tòa hòa giải. Chỉ cần người bị hại lượng giải các ngươi, cái kia là không sao. Trình quân bất đắc dĩ nói ngày hôm qua ta theo người bị hại gặp mặt, nhưng đối phương thái độ kiên quyết, nhất định muốn ta bồi thường 200 vạn, một xu cũng không thể thiếu. Hắn quá tham, làm người không nên là như vậy. Trương luật sư, ta muốn mời ngươi hỗ trợ theo đối phương hiệp thương, tận lực đem cái này bồi thường giá cả đi xuống ép ép một chút. Trương vĩ nội tâm đã không biết nên nói như thế nào. Các ngươi đem người khác 200 vạn sứ thanh hoa đánh nát, chiếu giá bồi thường không phải nên à làm sao ngược lại biến thành đối phương lòng tham không đấy. Trương Vĩ nội tâm đau khổ, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Không vấn đề, ta sẽ tận ta có khả năng theo đối phương đi câu thông hiệp thương. Trịnh tiên sinh, ngươi xác định muốn ủy thác ta làm lão bà ngươi thay quyền luật sư à? Xác định. Trịnh quân gật đầu. Tốt, vậy chúng ta ký tên ủy thác hợp đồng, chuyện còn lại, giao cho ta xử lý. Trương Vĩ lấy ra chuẩn bị tốt chế tạo hợp đồng. Trịnh quân không hề liếc mắt nhìn, cầm bút lên, soạt xoạt soạt, giấy ghi chú xuống tên của chính mình, đem hợp đồng đưa trả cho Trương Vĩ, Trương luật sư, vậy thì xin nhờ ngài. Xin yên tâm. Trương Vĩ theo trịnh quân nắm lấy tay, khẽ mỉm cười. Chuyện này nói khó cũng khó, nói đơn giản kỳ thực cũng đơn giản, ta đã có dòng suy nghĩ, sẽ theo đối phương giao thiệp, hạ thấp hắn kinh tế bắt đền yêu cầu. Vậy thì tốt, ngài nói như vậy ta liền yên tâm. Trình quân trong lòng an tâm một chút. Trương Vĩ ở trong nghề tiếng lành đồn xa, vẫn còn tin được. Trương Vĩ nhắc nhở. Trịnh tiên sinh, nếu ngươi ủy thác ta làm lão bà ngươi thay quyền luật sư, như vậy bắt đầu từ bây giờ, chuyện này liền giao cho ta đến toàn quyền phụ trách. Các ngươi tuyệt đối không nên lén lút theo người bị hại liên hệ, ghi nhớ kỹ. Ta rõ ràng, chuyện chuyên nghiệp, liền muốn giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Trịnh quân cười gật đầu. Một bên khác. Chuyển giác phòng cà phê bên trong. Ba ngốc tổ hợp chạm mặt. Có câu nói ba cái thối thợ dày, đỉnh cái da cát lượng, chính là không biết này ba cái đại thông minh tiến đến đồng thời, sẽ phát sinh cái gì thần kỳ phản ứng hóa học. Lệ lệ, tên đầy đủ mã lệ, đẩy một đầu màu đỏ thắm sóng lớn, ngực bự, dày môi con treo sao mắt, đầy mặt cây nghiệt lẫn nhau. Thắng Mỹ, tên đầy đủ tiêu thắng Mỹ, trong miệng nằm thuốc lá điện tử, còn tướng mạo, nói như thế nào đây, liền rất trừu tượng, thực sự là không tìm được thích hợp từ ngữ để hình dung. Cô gái này cúi đầu không gặp mũi chân, cũng không phải là nhân gian nhân vật, mà là cái bụng thực sự quá đột xuất ba người tiến đến đồng thời, ngươi một lời ta một lời, thảo luận đến khí thế ngất trời. Mã lệ thậm chí đem nạn nô tê đều mang đến, xác định cơ bản dòng suy nghĩ sau khi mở ra uột bùng bùng chính là làm ngụy đông hoa cùng tiêu thắng mỹ hai người ở bên cung cấp chỉ đạo ý kiến không tới nửa giờ một phần hơn ngàn chữ tiểu luận liền ra lò nên có nói hay không bản này tiểu luận tuyệt đối có thể xưng tụng chất lượng thượng thừa phi thường có kích động tính giữa những hàng chữ không không tiết lộ một loại gặp trời lớn oan ức nói trời không đường khống không cửa tuyệt vọng cùng bi thương thực sự là nam nhân nhìn trầm mặc nữ nhân nhìn rơi lệ đại thể nội dung tổng kết lên chính là nói. Hoa Hoa, dùng tên giả là một cái yêu chó nhân sĩ, mỗi đêm sẽ mang theo âu yếm chó ra ngoài tản bộ. Tiểu Hắc, dùng tên giả, nhưng là một cái tham tài, thô bạo, bá đạo, đồng thời có bạo lực khuynh hướng nghèo điểu ti, còn mịt mờ vạch ra hắn tâm lý vặn vẹo, thậm chí đã từng đối với Hoa Hoa tiến hành một ít ít quấy rầy. Sau đó đề tài chính đến rồi, ở một tháng hắc phong cao buổi tối, đơn thuần thiện lương Hoa Hoa tiểu công chúa mang theo nàng âu yếm chó kết thúc sau khi ăn xong tản bộ, chuẩn bị về nhà, nhưng ở trên đường đụng tới biến thái hạ cấp nam tiểu hắc, bị người sau mọi cách quấy rầy, cuối cùng hoa hoa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhường chó công kích lưu manh đến bảo vệ mình. Kết quả, lại bị biến thái hạ cấp nam lừa bịp 200 vạn tiểu luận phần cuối, là lấy hoa hoa giọng điệu, hướng về tiểu hắc gọi hàng. Ta biết ngươi ở xem. Mọi người cùng ở một cái tiểu khu ngẩn đầu không gặp cuối đầu thấy, ta cũng không đành lòng đem sự tình làm tuyệt, hy vọng ngươi có thể ở buổi chiều trước 6 giờ hướng về ta công khai xin lỗi, cũng đi đồn công an chủ động lui án, bằng không, ta liền lộ ra ánh sáng ngươi tin tức cá nhân, nhưng mọi người đều nhìn rõ ràng ngươi sắc mặt, cũng sẽ cầm lấy pháp luật vũ khí bảo vệ mình. Ở tiểu luận cuối cùng, còn dán hai tấm hình. Đây là từ đêm đó Ngụy Đông Hoa quay chụp video bên trong các ảnh một tấm trong đó là khương bạch dùng chân đá chó khác một tấm nhưng là hắn nắm bắt sứ thanh hoa mảnh vỡ bức bách ngụy đông hoa chỉ từ trong hình xem ngươi giải thích vì là khương bạch đang công kích ngụy đông hoa hoặc là đe dọa nàng đó là không hề có một chút vấn đề dù sao bất động bức ảnh thực sự là quá có sai lầm đạo tính hai tấm hình bên trong khương bạch khuôn mặt đều bị đầu heo giấy dán chặn lại rồi này ba cái đại thông minh cũng không phải hoàn toàn mù luật ít nhiều vẫn có chút pháp luật thường thức. Ba người nhiều lần kiểm tra, bảo đảm không có vấn đề sau khi, từng người đem tiểu luận phát biểu đến không giống bình đại. Mã Lệ phát ở Tiểu Hồng Trư, Tiêu Thắng Mỹ phát ở Đậu Biện, Ngụy Đông Hoa phát ở Vi Bộ. Tuyên bố sau, các nàng còn đem tiểu luận liên tiếp chuyển đi đến các đại tiên nữ quần, hô hào tỉ muội những đồng bào hỗ trợ chuyển đi. Liền rất nhanh, bản này tiểu luận nhiệt độ tăng vọt. Ba người ngồi ở trong quán cà phê không ngừng mà quét mới hậu trường, nhìn tăng lên không ngừng lượng view, khen ngợi bình luận chuyển đi số, ha 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 cười. Khu bình luận các đại quyền Pháp Tông Sư ngươi mới hát ngừng ta mới lên sàn, được lắm quần anh tập trung, hào kiệt tranh đấu. Thật phía dưới, không nghĩ tới lại sẽ có người như thế, yêu e. Bọn tỷ muội nghe ta nói, nam nhân đều là ẩn tại tội phạm, mọi người nhất định phải chú ý bảo vệ tốt chính mình lại là hàng ngày sợ nam một ngày. Ông một cái tỉ muội, thực sự là đau lòng ngươi, gặp phải loại này hạ cấp nam. Tỉ muội đừng sợ, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Rất có cảm giác nhập vai, ta đem bên cạnh gãi chân lão công đánh một trận. Cú đấm này tiếp một quyền, mặc dù dịp thiên đế cái hoang thiên đế cái sở thiên đế lại thêm vào tương lai sẽ trưởng thành vương thiên đế liên thủ, e sợ đều không chặn được đến. Thật đáng sợ. Đương nhiên cũng có lý trí người, cẩn thận từng ly từng tí một bình luận một câu blogger có càng nhiều chứng cứ à loại hình. Kết quả rất nhanh liền bị tiểu tiên nữ nhóm hướng nát. Chứng cứ. Chuyện như vậy còn cần chứng cứ à? Lẽ nào tiểu tiên nữ sẽ bồi thêm chính mình danh tiết trinh tiết đến vu cáo hãm hại ngươi? Quân bất kiến vết lớn đến hiện tại đều còn không cọ rửa rơi trên người nước bẩn. Đùa giỡn. Vi bột, đầu biện, tiểu hồng trư này ba đại cấm khu, thượng đế đến rồi cũng phải ai hai vả miệng, diệt bá đến rồi cũng phải bị chụp năm viên bảo thạch, chỉ bảo lưu một viên hiện thực bảo thạch, bởi vì dứt bỏ hiện thực không nói chuyện nhìn tiểu luận nhiệt độ càng ngày càng cao, ba ngốc cười đắc ý. Hoa hoa, gần như, có thể cho cái kia hạ cấp nam phát thông điệp. Tiêu thắng Mỹ hút khẩu thuốc lá điện tử, hiếp mắt nói. Tốt. Ngụy Đông Hoa lấy ra di động. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 26 Nhường viên đạn lại bay một hồi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hết thảy người, đêm nay sau khi tan việc bộ ngành liên hoan, hết thảy mọi người đến. Chúng ta là một cái thế mổ, đang làm việc bên trong muốn chân thành đoàn kết, hiệu suất cao hợp tác, ở trong cuộc sống cũng phải tăng cường liên hệ, tăng cao đoàn đội lực liên kết cùng lực hướng tâm. Công ty bộ ngành trong đám triệu đại bảo đột nhiên phát như thế một cái tin tức ui tổ hà lệ na tốt nha tốt nha người ta mới vừa vào chức cũng rất chờ mong theo bộ ngành các tiểu ca ca quen thuộc quen thuộc đây chủ quản triệu đại bảo triệu ca chúng ta liên hoan địa điểm là nơi nào nha chủ quản triệu đại bảo còn không định nếu không na na ngươi đề cử một cái ui tổ hà lệ na cái kia sao được, vui tổ. Hà Lệ Na Ta biết tinh quan đại đạo bên kia có một nhà gọi là phản các ốc tiệm cơm nhật rất tốt, nhà bọn họ sashimi cùng quả xoài cá trình quyển đều là hàng đầu, chờ mong, chờ mong, chờ mong, chủ quản. Triệu Đại Bảo Ok, vậy thì đi phản các ốc. Mặt khác còn có một việc, bộ ngành hoạt động đoàn thể kinh phí đã dùng hết, lần này liên hoan, nam sĩ AA, nữ sĩ miễn phí. Ui tổ hà lợi na triệu ca vạn tuế ái tâm tái tâm tái tâm mấy cái khác nữ đồng sự cũng dồn dập ở trong đám lên tiếng tán thành nam đồng sự còn không một người nói chuyện cam lâm nương hoạt động đoàn thể kinh phí một cái quý năm nghìn khối liền uống hai lần trà chiều làm sao liền dùng hết mẹ nó là tiếng vào ngươi bóp tiền đi mẹ nó ngươi tán gái thì thôi còn cơ bá nhường chúng ta ra tiền cam không ít người trong lòng mmp nhưng mặt ngoài nhưng cũng chỉ có thể cười hì hì chế tác tổ khương bạch thật không tiện ta liền không đi chủ quản triệu đại bảo chế tác tổ khương bạch ngươi có ý gì mọi người đều đi liền ngươi làm đặc thù chế tác tổ khương bạch ta gần nhất giảm béo không ăn cơm tối chủ quản Triệu đại bảo. Ít nói nhảm, đêm nay liên hoan nhất định phải toàn viên tham gia, ai cũng không thể ngoại lệ. Khương Bạch không có đáp lại. Triệu đại bảo cười đắc ý, nhỏ nhắn, theo lão tử đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhưng Khương Bạch cũng không phải chịu thua, mà là nhìn thấy uy tín có người thêm hắn bạn tốt. Nickname Bổn cung không chết bọn ngươi chung quy là phi. Di chú. Ta là Ngụy Đông Hoa, có cái đồ vật phát cho ngươi xem, rất trọng yếu, rất trọng yếu, rất trọng yếu. Liên tục ba cái, rất trọng yếu. Có thể thấy, nền xác thực tương đối trọng yếu. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi nghĩ đùa trò gian gì ở chết tiệt lòng hiếu kỳ hướng dẫn dưới, Khương Bạch thông qua đối phương bạn tốt sinh, cũng trở tay đem thiết vì là chỉ tán gẫu. Ngươi đã tăng thêm bổn cung không chết bọn ngươi chung quy là phi, hiện tại có thể bắt đầu tán gẫu bạn tốt xin mới vừa thông qua đối phương hất tay liền phát tới ba cái liên tiếp một cái vi bột một cái đầu biện một cái tiểu hồng trư hơn nửa tiêu đề đều là giống nhau một cái số khổ nữ nhân tự thuật ta đã bị ngươi ép lên tuyệt lộ ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha ta quá đúng vị quá chính tông chỉ nhìn này tiêu đề khương bạch cũng đã nhạy cảm cảm thấy được một luồng ác liệt quyền ý phả vào mặt đây là người nào thuộc cấp hắn ấn mở liên tiếp bắt đầu kiểm tra sau đó khương bạch có chút hối hận buổi sáng ăn quá no rồi này giờ ả à ý vị quá hướng liếc mắt nhìn liền buồn nôn a à. xác thực có chút che không nổi lúc này một cái điện thoại đánh vào là cái mã số xa lạ nhưng khương bạch biết khẳng định là ngụy đông hoa hắn cầm điện thoại di động lên đi tới thang máy tiếp gọi điện thoại thuận lợi ấn xuống trò chuyện ghi âm lo trước khỏi họa vĩnh viễn không nên xem thường một vị nghề nghiệp quyền sư bằng không ngươi e sợ chết cũng không biết chết như thế nào họ khương văn chương ngươi đã nhìn đi thức thời ngươi tốt nhất lập tức đi đồn công an hủy bỏ báo án ta sẽ đem ba cái bình đài văn chương đều xóa rơi nếu như buổi chiều sáu giờ ngươi vẫn không có hủy bỏ báo án ta liền toàn mạng lộ ra ánh sáng ngươi ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng Đô đô đô, Ngụy Đông Hoa tốc độ nói cực nhanh nói rồi một trận, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Căn bản không cho Khương Bạch cơ hội nói chuyện. Đây là sinh vật gốc carbon có thể làm ra đến sự tình. Khương Bạch đều bối rối. Sau một khắc. Thịt thịt. Ngài có sự kiện mới chờ giải khóa, click kiểm tra tình hình cụ thể, cái gì gọi là kinh hỷ. Cái gì mẹ nó gọi mẹ nó kinh hỷ. Khương Bạch ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Click kiểm tra tình hình cụ thể. Giả lập bản triển khai, thế nhưng chưa hề hoàn toàn triển khai. Bởi vì Khương Bạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp lựa chọn đúng. Quy trình hắn đã rõ ràng, trực tiếp tỉnh lược trung gian quá trình, kiểm tra sự kiện tình hình cụ thể. Thịt thịt. Sự kiện tiểu luận uy hiếp đã giải khóa sự kiện tên gọi. Tiểu luận uy hiếp tình huống căn bản ký chủ bị người lấy tiểu luận hình thức ở trên Internet tung tin việc phỉ bán, đối phương thậm chí coi đây là áp chế, bức bách ký chủ hủy bỏ báo án phụ trợ đạo cụ. Lưu lượng tăng thêm nhiệt độ thẻ 3, click lấy ra, trước mặt độ hoàn thành. 0% lấy ra phụ trợ đạo cụ. Thịt thịt. Lưu lượng tăng thêm nhiệt độ thẻ 3 đã lấy ra. Lưu lượng tăng thêm nhiệt độ thẻ tác dụng với mặt cho một xã giao bình đại công khai phát biểu mà không làm trái quy tắc hành vi nội dung, khiến cho ở 12 giờ kéo dài thu được lưu lượng giá trị, tổng sản lượng 500 vạn. Nhìn thấy, lưu lượng tăng thêm nhiệt độ thể giới thiệu, Khương Bạch nụ cười từ từ biến thái sử dụng lưu lượng tăng thêm nhiệt độ thẻ, tăng thêm nhiệt độ vi bột người sử dụng, bổn cung không chết bọn ngươi chung quy là phi, văn chương, một cái số khổ nữ nhân tự thuật. Sử dụng lưu lượng tăng thêm nhiệt độ thẻ tăng thêm nhiệt độ tiểu hồng trương người sử dụng, không bị định nghĩa gió, văn chương, một cái số khổ nữ nhân. Sử dụng lưu lượng tăng thêm nhiệt độ thẻ, tăng thêm nhiệt độ đầu biện người sử dụng, tỷ chính là nữ vương, văn chương, một cái số khổ. Chuyển giác phòng cà phê bên trong. Ngụy Đông Hoa cúp điện thoại, trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt. Này ngu ngốc hiện tại khẳng định đã rung lẫy bẫy. Ngu ngốc đồ vật, ai bảo hắn bắt nạt chúng ta nhà hoa hoa, đây là đáng đời nếu không chúng ta đánh cược đi, liền đánh cược hắn mấy tiếng bên trong đi hủy bỏ báo án, ta đánh cược 3 giờ. Cá thì cá, ta đánh cược 4 giờ. Các ngươi vẫn là quá hàm súc, ta đánh cược hắn một giờ bên trong sẽ đi hủy bỏ báo án. Ba cái đại thông minh cười vui vẻ trêu chọc lên. Ồ, ta tiểu hồng trư khen ngợi bình luận lượng đột nhiên nhiều thật nhiều. Ta cũng là, ta đậu biện lượng view cũng tăng đến siêu cấp nhanh, ngươi đây hoa hoa ta tà bản văn chương này lên cùng thành tiêu đề hot là ngụy đông hoa trên văn chương tiêu đề hot tuy rằng chỉ là cùng thành tiêu đề hot người thứ 10, nhưng cũng miễn cưỡng xem như là tiêu đề hot hơn nữa nhiệt độ còn ở lấy một loại khuếch đại tốc độ đang tăng lên ấn cứ theo tốc độ này phóng chừng 2 giờ bên trong thỏa thỏa có thể lên chân chính bản tiêu đề hot ba cái đại thông minh lẫn nhau đối diện một chút đều nhìn thấy đối phương trong đôi mắt hưng phấn nếu như có thể nhờ vào chuyện lần này, tăng một đợt phấn, nói không chắc còn sẽ có người tìm các nàng tiếp quảng cáo mở rộng đây. Này có thể đều là tiền a. Ba người đều trở nên hưng phấn. Sau đó liền một người nâng một ly đã sớm không có nhiệt độ cappuccino, ở phòng cà phê bên trong vẫn cứ ngồi mấy tiếng. Trong lúc không ngừng mà quét mới hậu trường, hồi phục bình luận cùng tin nhắn riêng, bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu các nàng tài khoản nguyên bản lượng fan cũng là mấy ngàn một vạn, bình thường phát cái động thái lượng view ở ba bốn con số, đột nhiên được lớn như vậy quan tâm, cả người đều tung bay. Tốt này yêu, cảm giác nhân sinh đã tới đỉnh cao. Nhìn ba cái bình đài văn chương nhiệt độ không ngừng tăng lên, Khương Bạch cười không nói. Không vội. Nhường viên đạn, lại bay một lúc. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top một của tháng thế này? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 27 Trời muốn mưa, nương phải lập gia đình. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ba vị nữ sĩ, xin hỏi các ngươi còn có nhu cầu gì à? Chuyển giác phòng cà phê bên trong, người phục vụ trên mặt mang theo lúng túng mà không phải lễ phép nụ cười, cuối người hỏi. Không có cần hay không, chúng ta vội vàng đây, ngươi đừng luôn qua tới quấy rầy chúng ta. Tiêu thắng Mỹ thiếu kiên nhẫn vung vung tay, đi đi đi. Phòng cà phê người phục vụ lượm một cái, lắc mông xoay người đi ra. Ba tên này mỗi người liền điểm một phần cappuccino, ở phòng cà phê bên trong đã làm ngồi hơn 3 giờ thắng Mỹ, chúng ta lão chiếm vị trí đúng không không quá thích hợp. Mã lệ tự hồ có hơi thật không tiện. Tiêu thắng Mỹ bưng một hồi rỗng tuyết chén cà phê, nói rằng. Có cái gì thật không tiện? Chúng ta là khách hàng khách hàng chính là Thượng Đế, tương đương với nói chúng ta chính là nhà này phòng cà phê Thượng Đế. Thượng Đế ngồi ở hắn trong cửa hàng, đó là hắn vinh hạnh. Chính là, một cái thối người phục vụ không biết cho ai xếp dung mạo đây. Ngụy Đông Hoa biểu môi khinh thường, cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, đều nhanh một chút, làm sao còn không có động tĩnh cho cái kia ngu ngốc phát tin tức thúc một hồi. Mã Lệ nói rằng, Từng, Ngụy Đông Hoa mở ra quy chát cho Khương Bạch phát tin tức. Họ Khương, thời gian có hạn, ta kiên trì cũng có hạn. Kéo dài thời gian là không dùng, ngươi tốt nhất mau mau đi hủy bỏ báo án, bằng không tuyệt đối không có tốt nước trái cây ăn. Nhưng tin tức phát ra sau, nhưng thu hoạch một cái đỏ tươi dấu chấm than. Ta nhúng. Này ngu ngốc đem ta kéo đen. Ngụy Đông Hoa nhất thời tức giận đến mặt đều sai lệch xem ra này ngu ngốc còn chưa ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng mã lợi vén sóng lớn ngực bự nhìn về phía ngụy đông hoa 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 cho này ngu ngốc gọi điện thoại liền nói với hắn thời gian sớm ba điểm trước nếu như không đi hủy bỏ báo án cũng xin lỗi chúng ta liền toàn mạng lộ ra ánh sáng hắn tin tức cá nhân tốt ngụy đông hoa trực tiếp tìm ra khương bạch số rút ra đi ngài tốt ngài gọi số tạm thời không cách nào chuyển được nhổ này thối ngu ngốc thật, giống đem điện thoại di động ta cũng kéo đen, Ngụy Đông Hoa mặt đều xanh, Thắng Mỹ, cho ta dùng dưới điện thoại di động của ngươi, lão nương vẫn đúng là liền không tin. Đúng không, người khác không phát hỏa liền đem người khác làm kẻ đần độn a, à, hắn liền không sợ chúng ta lộ ra ánh sáng hắn à. Tiêu Thắng Mỹ đem điện thoại di động đưa cho Ngụy Đông Hoa. Ngụy Đông Hoa rút ra số, lần này mở ra. Ta là Ngụy Đông Hoa, ngươi lúc nào đi hủy bỏ báo án? đối diện. Ân, sau đó thì sao? Ngụy Đông Hoa. Họ khương ngươi chớ cùng lão nương giả ngu, ngươi thời gian không nhiều. Đối diện. Ân, sau đó thì sao? Ngụy Đông Hoa. Ta cảnh cáo ngươi, lão nương kiên trì có hạn, trước 3 giờ chiều, nếu như ta chưa lấy được hủy bỏ báo án thông báo, ta liền lộ ra ánh sáng ngươi. Đối diện. Ân, sau đó thì sao? Ngụy Đông Hoa. Không đúng. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào? Ngụy Đông Hoa. Ngươi cũng không muốn bởi vì ít quấy rầy mà bị nhân dân cả nước nhận thức đi. Đối diện. Ân, sau đó thì sao? Ngụy Đông Hoa. Ngươi mẹ nó ta cuối cùng cảnh cáo ngươi, còn có hơn 2 giờ, chính ngươi nhìn làm đi. Đối diện. Ân, sau đó thì sao? Ngụy Đông Hoa. Ngươi là ngu ngốc. Đối diện ân sau đó thì sao ta dời ạ à, dù cho ngụy đông hoa trong đầu trang đều là lão bác bí chế nhỏ hamburger vào lúc này cũng ý thức được không đúng ngươi cái thối ngu ngốc chờ lão nương lộ ra ánh sáng ngươi đi tức đến nổ phổi mắng một câu ngụy đông hoa cúp điện thoại hoa hoa xảy ra chuyện gì tiêu thắng mỹ một mặt căng thẳng nắm qua điện thoại di động của chính mình chỉ lo ngụy đông hoa trong cơn tức giận cho nàng ngã này thối ngu ngốc cho thể diện mà không cần. Ngụy Đông Hoa đầy mặt oán độc vẻ mặt, nói: Thắng Mỹ, Hoa Hoa, đêm này thối ngu ngốc tên cùng số điện thoại di động đều biên tập đến văn chương bên trong đi. Ta sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là tàn nhẫn. Này có thể hay không trái pháp luật nha? Mã lệ chớp vô tri mắt nhỏ, có chút lo lắng. Tiêu Thắng Mỹ vẫn dưng như không nói rằng. Sợ cái đơ a, à, có bạn lĩnh nhường hắn đi cáo a. À, không phải là cái phá số điện thoại di động sao có cái gì quá mức này lý do liền thần kỳ nhưng càng thần kỳ chính là mã lệ lại bị thuyết phục liền ba cái đại thông minh đem khương bạch tên cùng số điện thoại di động tất cả đều biên tập đến thiếp mời bên trong đi đồng thời còn ở khu bình luận trên top cũng thả một hồi đến đây sự tình tính chất triệt để thay đổi trước đó các nàng viết tiểu luận tối đa chỉ có thể coi là ám chỉ hình xâm phạm ngôn luận dù sao thông phần không có chỉ mặt gọi tên, hơn nữa bức ảnh cũng phi thường mơ hồ, muốn định tội lấy chứng vẫn có nhất định độ khó. Nhưng hiện tại, các nàng đem Khương Bạch tin tức cá nhân dán đi ra, đây chính là chân thật xâm phạm quyền riêng tư, quyền danh dự, ngoài ra lại thêm vào Ngụy Đông Hoa uy hiếp đe dọa hành vi này rất hình. Một bên khác, Khương Bạch nhìn kết thúc trò chuyện di động mặt giấy, khẽ mỉm cười, trở tay đem số kéo vào danh sách đen. Ở trước mặt hắn còn thả một cái hồng mễ di động, chính đang dựa theo nhất định tần suất tuần hoàn truyền phát, ân, sau đó thì sao, âm tần văn kiện. Đây là công ty phân phối máy khảo nghiệm, dùng để kiểm tra trò chơi bút cùng tính năng. Khương Bạch đóng âm tần truyền phát, giảng ra một thoáng gân cốt, chuẩn bị viết bản kế hoạch. Nhưng hắn mới vừa mở ra quật, lại một cái điện thoại đánh vào. Khương Bạch quét mắt, số xa lạ, thuộc về chính là hắc tỉnh băng thị. Sẽ không là lừa dối điện thoại đi khương bạch trừng mắt nhìn không những không có lo lắng trái lại còn có chút không tên nhỏ hưng phấn hắn lập tức mở ra yêu cho lưới dùng độc thân hai mươi mấy năm tốc độ tay bùm bùm một trận đánh bàn phím tìm tội mấy cái âm tầng tiếng súng dao đâm người âm thanh xin tha âm thanh tiếng kêu thảm thiết các loại khương bạch từng ở internet từng thấy một cái tao thao tác một vị nhân tài nhận được lừa dối điện thoại sau đó dùng hắn cao siêu khẩu kỹ đem tên lừa đảo dọa phải chủ động báo cảnh sát. Khương Bạch không quen khẩu kỹ, nhưng hắn có yêu cho lưới, cái này mạnh mẽ âm tầng tại nguyên kho, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu. Hắn nghĩ thực thao một hồi, nhìn có thể hay không thật đem tên lừa đảo dọa đến báo cảnh sát. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Khương Bạch nhận nghe điện thoại. Uy, ngươi, liền ngươi gọi Khương Bạch A. Thao thối, ngươi hắn sinh nhi tử không bị yến nhi đồ vật ngươi hắn là cái thá gì thực sự là thuần thuần hạ cấp nam buồn nôn phi ngươi loại này rác rưởi cả đời ăn không nổi bốn cái món ăn mẹ ngươi đối phương căn bản chưa cho khương bạch cơ hội nói chuyện một trận hỏa lực mạnh phát ra trực tiếp cho hắn làm mộng bức ta nhúng có bệnh a khương bạch biến sắc mặt vội vã cúp điện thoại cũng đem số kéo vào danh sách đen hắn chào mày sắc mặt có chút khó coi đổi lầm là ai bị một cái không hiểu ra sao người đổ ập xuống chửi mắng một trận tâm tình cũng sẽ không tốt chuyện ra sao a à? lẽ nào khương bạch đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng hắn vội vã mở ra ngụy đông hoa phát tới vi bột liên tiếp liền nhìn thấy tên của chính mình cùng số điện thoại di động thình lình xuất hiện ở tiểu luận cuối cùng nơi đông dạng đậu biện cùng tiểu hồng trư văn chương bên trong cũng đều xuất hiện hắn tin tức cá nhân trời muốn mưa nương phải lập gia đình có người muốn tìm đường chết, thực sự là cản đều không ngăn được a." À, Khương Bạch lắc lắc đầu. Đang lúc này, lại một cái điện thoại đánh vào đến rồi. Lần này điện báo thuộc về chính là Long Thành. Còn đến? Khương Bạch mí mắt giật lên, liền muốn cúp điện thoại. Có điều ngay ở ngón tay hắn sắp nhấn đến cắt đứt thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Cái số này thật giống có chút quen thuộc. Khương Bạch suy nghĩ một chút, nhận nghe điện thoại. Uy người tốt khương tiên sinh người tốt ta là toàn cảnh văn phòng luật trương vĩ một cái chất phát giọng nam truyền đến trương luật sư khương bạch khẽ cau mày hỏi lẽ nào là trần hâm muốn tố cáo không trần hâm ủy thác đã kết thúc hắn sẽ không lên nói ta lần này tìm ngươi là vì khác một vụ án trương vĩ nói rằng ngụy đông hoa là ngươi có được hay không Ta muốn cùng ngươi ngay mặt tâm sự." Trương Vĩ nói. Khương Bạch trầm ngâm chốc lát, nói rằng: "Tốt, 6 giờ rưỡi, phố Trường Hà đồn công an đối diện Lam Thủy quán cà phê." "Tốt, không gặp không về." Nói tới đây, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tại sao muốn cố ý tuyển ở đồn công an đối diện quán cà phê gặp mặt đây, Trương Vĩ hơi nghi hoặc một chút, đồng thời cũng mơ hồ có chút linh cảm không lành luôn cảm thấy tự hồ phát sinh một chút hắn ngoài dự liệu sự tình. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 28 Tại sao có thể có người làm chuyện ngu xuẩn như thế? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thời gian rất nhanh đến đến buổi chiều 6 giờ. Triệu đại bảo chấp tay sau lưng linh lợi đến đến từ văn phòng đi ra, hắn giọng, phủi phủi tay nói. Các bạn bè nhỏ, ta ở phản các ốc tiệm cơm nhật đặt trước vị trí, mọi người có thể đón xe tới. Còn chưa hoàn thành ngày hôm nay công tác, cũng không phải vội với này nhất thời, có thể ăn cơm lại trở về tăng ca mà. Ta mở xe, ai nghĩ đáp ta xe cùng đi. Vừa dứt lời, một cái ăn mặc màu tím váy bó, màu vàng Pikachu tê, sớt nữ hài lập tức nhấc tay nói. Triệu ca triệu ca, người ta muốn đáp đi nhờ xe, theo nữ hài động tác, Pikachu nghịch ngợm quơ quơ. Triệu Đại Bảo con mắt đều bị lắc hoa, lập tức cười hiếp mắt gật đầu. Tốt, nà nà người sau đó đi theo ta. Còn có ai nghĩ nhờ xe thai? Tiểu Bạch đây. Triệu Đại Bảo đột nhiên phát hiện Khương Bạch vị trí rộng tuyết. Bên cạnh chế tác cũ nói rằng. Người đến trước hắn mới vừa tan tầm đi. Triệu Đại Bảo sắc mặt lập tức âm trầm lại. Lão Trần, ngươi nói cho Khương Bạch, liền nói ta nói, cho hắn hai cái lựa chọn hoặc là đi phản các ốc đồng thời liên hoan, hoặc là sẽ trở lại tăng ca. Bằng không, ngày mai không phải tới. Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Hà Lệ Na mang theo hai ngọn núi nhảy nhảy nhóc nhóc theo ở phía sau. Tiểu Bạch, chủ quản chính là như thế nhường ta nói. Lão Trần cho Khương Bạch gọi điện thoại tới, khuyên nhủ. Nếu không ngươi vẫn là lại đây một chuyến đi, hắn dù sao cũng là chủ quản, huyên náo quá cứng đối với ngươi không tốt. Khương Bạch nói: "Được, ta biết rồi Trần ca, chuyện này ngươi chớ xía vào, ta còn thực sự không tin hắn có thể tùy tùy tiện tiện sa thải ta." "Ai, vậy cũng tốt." Lão Trần thở dài, cúp điện thoại. Khương Bạch xem thường nở nụ cười, cũng không có quá mức để ở trong lòng, đẩy cửa đi vào Lam Thủy quán cà phê. Ở cạnh cửa sổ vị trí nhìn thấy Trương Vĩ luật sư. "Khương tiên sinh ngươi tốt, lại gặp mặt" Trương Vĩ vẫn chảy lên cẩn thận tỉ mỉ đầu dầu mỡ, Âu phục dày da, trên mặt mang theo mỉm cười. Khương Bạch lôi kéo cái ghế ở Trương Vĩ đối diện ngồi xuống, cười nói: "Trương luật sư, xem ra chúng ta thật là có duyên phận a." À? Ha ha, Trương Vĩ sang sảng nở nụ cười, thật giống như Khương Bạch không phải với hắn đứng ở phía đối lập, mà là xa cách bạn cũ lâu năm như thế, uống gì cà phê, ta thỉnh. Caramel macchiato, cảm ơn khương bạch không khách khí trương vĩ điểm đơn cười ha hả nói khương tiên sinh long thành cũng thật là nhỏ không nghĩ tới lần trước vụ án mới vừa kết thúc không mấy ngày chúng ta lại gặp mặt ai nói không phải đây hai người câu được câu không trò chuyện rất nhanh cà phê đưa lên khương bạch caramel macchiato trương vĩ băng kiểu mỹ trương luật sư chúng ta có thể tiến vào đề tài chính Khương Bạch khuấy lên cà phê, nói rằng. Tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng. Trương Vĩ gật gù, cả người khí chất ngay lập tức sẽ trở nên không giống nhau. Nếu như nói trước đây là lão hữu ôn chuyện, chuyện trò vui vẻ, như vậy thời khắc này, trên người hắn rõ ràng nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, khí tức lạnh như băng. Khương Bạch tiên sinh, ta hiện tại đại diện toàn quyền ta người trong cuộc ngụy đông hoa nữ sĩ, hy vọng có thể cùng ngươi đạt đến điều giải cá nhân ta cũng cho rằng điều giải các ngươi song phương đều có lợi thật nháo ra tòa án kỳ thực cũng thật phiền toái khương bạch vẫy vẫy tay nói rằng kỳ thực mới bắt đầu ta cũng không là nhất định phải khởi tố nhưng đối phương từ chối bồi thường sự tổn thất của ta ta không có cách nào chỉ có thể thông qua pháp luật con đường đến bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi ta biết ngươi cùng ta người trong cuộc lớn nhất phân kỳ chính là ở tiền bồi thường mà cái này cũng là ngày hôm nay ta muốn theo ngươi hiệp thương trọng điểm có điều trước đó ta có mấy cái nghi vấn hy vọng ngươi có thể giải thích một chút trương vĩ cười hít mắt nói rằng đầu tiên ở đêm đó sự tình phát trước ngươi đã trước sau hai lần gặp được ta người trong cuộc giác chó không dắt dây thừng đồng thời đều đã xảy ra một ít ân bất ngờ ta có lý do cho rằng ngươi cần phải đối với chuyện này có nhất định tính dự kiến ngươi là một người trưởng thành xu lợi tránh hại ý thức nên có đi như vậy tại sao tối ngày hôm qua ngươi ở nhìn thấy ta người trong cuộc thời điểm không có bất kỳ nguy cơ ý thức cũng không có lấy bất kỳ phòng bị biện pháp đây thứ yếu lúc đó là buổi tối ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao lại vào lúc đó ông sứ thanh hoa ra ngoài hơn nữa thời gian này vừa vặn là ta người trong cuộc cố định giác chó kết thúc thời gian mà ngươi trải qua địa phương cũng là ta người trong cuộc giác chó sau về nhà phải qua con đường cuối cùng Ngươi biết rõ sứ thanh hoa giá trị, nhưng không có đối với hắn tiến hành bất kỳ bảo hộ biện pháp, liền như vậy ông, lẽ nào liền không sợ không cẩn thận dập đầu đụng vào. Vẫn là nói, này vốn là ngươi cố ý hành động. Nói tóm lại, trương vĩ chậm rãi đứng dậy, hai tay chống mặt bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, lấy một loại phi thường có cảm giác ngột ngạt tư thế nhìn chầm chầm khương bạch, chậm rãi nói. Ta có lý do hoài nghi, ngươi, là cố ý ngươi cố ý mang theo quý trọng sứ thanh hoa ở đặc biệt thời gian đặc biệt địa điểm chế tạo cùng ta người trong cuộc ngẫu nhiên gặp đồng thời cố ý dùng ngôn ngữ làm tức giận nàng dẫn nàng ra tay như ngươi mong muốn ta người trong cuộc không có rất tốt khống chế tâm tình của chính mình dẫn đến phát sinh một chút ở dự liệu của nàng ở ngoài nhưng ở ngươi dự liệu bên trong sự tình khương tiên sinh ta tất yếu nhắc nhở ngươi một hồi ngươi loại hành vi này là chạm sướng Ngươi hiện tại đã nghi có dính líu đến bắt chẹt vơ vét tội, mà kim ngạch to lớn, nếu như ta người trong cuộc truy cứu, ngươi có thể sẽ đối mặt 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Vì lẽ đó ta mới nói, các ngươi song phương đình chuyển đi giải là lựa chọn tốt nhất. Tiếng nói rơi, Trương Vĩ liền như vậy cười híp mắt, hai mắt trừng trừng nhìn chầm chầm Khương Bạch. Dường như muốn từ hắn hơi vẻ mặt, mờ ám hoặc là trong ánh mắt, phát hiện một ít kẻ hở thế nhưng hắn thất bại người mang quốc bảo cấp biểu diễn tài nghệ khương bạch trước sau bình thản ung dung không có nửa điểm hoảng loạn hắn khẽ mỉm cười mở miệng trương luật sư đối với ngươi nghi vấn ta có thể trục điều giải thích đầu tiên là cái thứ nhất ta xác thực ở buổi tối hôm qua cũng đã từng đụng phải ngụy nữ sĩ hai lần mà nàng chó đều không có dắt dây thừng nhưng có chuyện ngươi khả năng không biết ở ta lần thứ hai đụng tới nàng thời điểm ta báo cảnh sát cảnh sát nhân dân đồng chí đối với ngụy nữ sĩ tiến hành nghiêm túc phê bình giáo dục, mà ngụy nữ sĩ cũng bảo đảm sau đó sẽ đeo thẻ chó, dắt chó dắt dây thừng. Cảnh sát nhân dân đồng chí tha thứ nàng, ta cũng đầy đủ tin tưởng nàng có ăn năn chi tâm. Ta người ngoài hướng thiện, lấy thiện ý phỏng đoán người khác, ngược lại là ta sai rồi. Lẽ nào ta liền nên dắt ác ý tới đối xử nàng? Còn nữa nói, lẽ nào ngươi sẽ bởi vì không cẩn thận bị một cái lỗ mãn chạy xe người cọ sức một hồi, từ đó không dám ra ngoài. Khương Bạch nụ cười trên mặt càng nồng nặc. Vấn đề thứ hai. Ta cũng không biết ngụy nữ sĩ dắt cho thời gian cùng địa điểm, tối hôm qua ngẫu nhiên gặp, xác thực chỉ là ngẫu nhiên gặp. Mà ta sở dĩ sẽ ở tối hôm qua ông Sứ Thanh Hoa ra ngoài ta nói rồi, cái kia Sứ Thanh Hoa là ta cho cha ta chuẩn bị quà sinh nhật, ta chuẩn bị đem nó gửi qua bưu điện trở lại, kết quả là phát sinh chuyện như vậy cho tới vấn đề thứ ba đang trả lời trước ta muốn cho ngươi xem một video ngắn nói khương bạch đưa điện thoại di động giải khóa điều ra buổi tối hôm đó video hình ảnh clip truyền phát đẩy lên trương vĩ trước mặt trong video khương bạch căng thẳng che chở sứ thanh hoa đồng thời tiếng nói của hắn truyền ra ta này sứ thanh hoa rất đắt ngươi có thể không đền nổi trương vĩ chậm rãi ngồi xuống khẽ nhíu mày nhìn video sau một khắc ngụy đông hoa mở miệng một cái phá đồ sứ có thể đáng giá mấy đồng tiền còn lão nương không đền nổi sau đó nàng nửa ngồi nửa quỳ dưới nghỉ chó ra lệnh bảo bảo cắn hắn hắn chính là lần trước đá ngươi người xấu ngươi nhanh cắn hắn lên sau đó chính là chó đen lớn nhào tới khương bạch ngã sứ thanh hoa ngã nát khương bạch đóng lại video Nhìn về phía Trương Vĩ cười nói, "Trương luật sư, ta cũng không cho là ta cách làm có bất cứ vấn đề gì. Như ngươi nhìn thấy, ta đã nhắc nhở qua ngụy nữ sĩ, cũng làm ra nhất định phòng hộ biện pháp, ta tự nhận đã chân đủ cẩn thận một chút. Nhưng ngươi cũng không thể yêu cầu ta chạy so với chó nhanh đi." Trương Vĩ khuỷu tay khoác lên mép bàn, hai tay mười ngón giao nhau, mặt ngoài không chút biến sắc, kỳ thực đại não đang nhanh chóng vận chuyển từ đồn công an hiểu rõ đến càng nhiều vụ án chi tiết sau khi trương vĩ liền hoài nghi chuyện này từ đầu tới đuôi đều là khương bạch một tay thiết kế chỉ cần có thể chứng minh điểm này là có thể bóp lấy khương bạch mạch máu khiến cho hắn ở tiền bồi thường lên làm ra nhất định nhượng bộ nhưng trương vĩ không nghĩ tới cái này nhìn như người hiền lành người trẻ tuổi lại như vậy khó chơi không chỉ lo diệt rõ ràng dòng suy nghĩ nhạy cảm hơn nữa làm việc lão luyện không có để lại bất kỳ có thể làm cho hắn làm mưu đồ lớn kẻ hở. Có điều, Trương Vĩ cũng không phải ăn chay. Trong đầu của hắn linh quang lóe lên, lập tức tìm tới chỗ đột phá mới. Khương Tiên Sinh, nếu ngươi kiên trì công bố tất cả những thứ này đều là ngẫu nhiên, là trùng hợp, như vậy ngươi giải thích như thế nào cái video này lai lịch. Lẽ nào ngươi bình thường ra ngoài, đều sẽ bất cứ lúc nào video. Vẫn là nói, Ngươi sớm liền biết đêm đó sẽ phát sinh một ít việc đặc biệt, vì lẽ đó làm đủ chuẩn bị đến bảo lưu chứng cứ. Trương Vĩ hai mắt nhìn chồng chọc Khương Bạch. Khương Bạch nhưng nở nụ cười. Đang trả lời vấn đề này trước, ta trước tiên cho ngươi xem cái đồ vật. Nói xong, hắn mở ra tin tức áp, đem điện thoại di động đưa đến Trương Vĩ trước mặt. Trương Vĩ cúi đầu nhìn lại, nhất thời con ngươi thu nhỏ lại. Chưa đọc tin tức 99 những tin tức này đến từ không giống số nội dung cũng không giống nhau nhưng hầu như tất cả đều là lời mắng người quét mắt qua một cái đi trương vĩ liền nhìn thấy phía dưới hèn mọn lưu manh bốn cái món ăn loại hình từ ngữ đây là trương vĩ nghi hoặc nhìn về phía khương bạch khương bạch không nói gì mà là mở ra vi bột trương luật sư ngươi nhìn lại một chút cái này một phần văn chương thình lình xuất hiện ở trương vĩ trước mặt một cái số khổ nữ nhân tự thuật. Ta đã bị ngươi ép lên tuyệt lộ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha ta. Trương Vĩ làm luật sư ngành nghề nhiều năm, có thể nói kiến thức rộng rãi. Vẹn vẹn là nhìn thấy bản văn chương này tiêu đề, hắn cũng đã đoán được một vài thứ. Lẽ nào không thể nào? Không có người như thế xuẩn đi. Trương Vĩ vội vã trượt màn hình. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi mãi đến tận nhìn thấy văn chương phần cuối nơi khương bạch tin tức cá nhân hắn cả khuôn mặt đã triệt để tái nhật này có thể hay không là cái hiểu lầm trương vĩ lời này nói ra chính mình cũng không tin khương bạch cười khổ nói ta cũng hy vọng là hiểu lầm có điều rất đáng tiếc nói hắn mở ra trò chuyện ghi âm ngụy đông hoa âm thanh truyền ra họ khương ngươi tốt nhất lập tức đi đồn công an hủy bỏ báo án nếu như buổi chiều 6 giờ ngươi vẫn không có hủy bỏ báo án, ta liền toàn mạng lộ ra ánh sáng ngươi. Trương Vĩ khóe miệng co rúng hai lần. Tần tần dựa vào đến cái ghế chỗ tự lưng lên. Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như nghĩ rõ ràng, tại sao Khương Bạch muốn tuyển chọn ở đây gặp mặt. Khương Bạch cầm lại di động, nói. Trương luật sư, thỉnh giáo một chút, đối phương ở trên Internet tuyên bố không thật ngôn luận, hướng dẫn dân mạng võng bạo ta, còn công bố ta tin tức cá nhân, đồng thời đối với ta tiến hành uy hiếp đe dọa, nếu như ta khởi tố nàng, phần thắng có mấy phần. Trương Vĩ trầm mặt. Sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Ta trước tiên đi báo án, cảm ơn ngươi cà phê, trương luật sư. Nói xong, Khương Bạch đứng dậy rời đi. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top một của tháng thế này? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 29 hiện tại ta ly hôn vẫn tới kịp à nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio phố trường hà trong đồn công an lão lâm vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc đi vào chính là khương bạch chàng trai ngươi làm sao đến rồi nha là hỏi dò ngươi cái kia sứ thanh hoa giám định kết quả đúng không lão lâm bắt chuyện khương bạch một tiếng nói chuyên gia bước đầu giám định kết quả đã đi ra có thể chứng thực người sứ thanh hoa đúng là thời nguyên kết quả, có điều cụ thể giá trị, còn cần tiến một bước giám định, phỏng chừng ngày mai buổi sáng liền có thể ra kết quả. Khương Bạch hít sâu một hơi, đi đến dạ lâm vị trí trước cửa sổ ngồi xuống. Cúi thấp xuống đầu, thở dài một tiếng. Tuổi trẻ tiểu hỏa nhi làm sao than thở. Lão lâm cười trêu nói. Khương Bạch chậm rãi ngẩng đầu lên. Biểu hiện xám, bụi, bại, ánh mắt vô thần, tinh thần diện mạo rất kém cỏi. Nhìn qua thật giống như một buổi tối không ngủ như thế, cả người đều phờ phạt, không chút nào chừng 20 tuổi người trẻ tuổi nên có phấn chấn cùng sức sống, ngược lại như cái chem chép chi tuổi ông lão. Nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy, lão lâm nội tâm căng thẳng, nghiêm mặt nói. Chàng trai, người đây là gặp phải chuyện gì? Khương Bạch chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp. Lâm cảnh sát, ta là tới báo án có người ở trên internet phát văn chương phỉ bán ta cũng công bố tên của ta cùng điện thoại dẫn dắt dân mạng đối với ta tiến hành võng bạo xế chiều hôm nay ta nhận được vô số nhục mạ điện thoại cùng tin nhắn này cho ta sinh hoạt cùng công tác mang đến rất lớn ảnh hưởng ta đều nhanh bị ép điên nói hắn mở ra vi bột tiểu luận đem điện thoại di động đẩy lên lão lâm trước mặt trải qua một cái buổi chiều lên men bản này tiểu luận đã chính thức xông lên vi bột bản tiêu đề hot, mặc dù là ở cuối xe, nhưng bản tiêu đề hot chính là bản tiêu đề hot. Chuyện này ý nghĩa là, bản này tiểu luận nhiệt độ, đã đạt đến một cái phi thường khuếch đại trình độ. Lão Lâm cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn. Sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Lẽ nào có lý đó? Chàng trai, ngươi đừng có gấp, ta lập tức gọi đến Ngụy Đông Hoa về đến hiểu rõ tình huống, nếu như này văn chương thực sự là nàng tuyên bố, ta sẽ để nàng cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời lão lâm cau mày nói lâm cảnh sát này văn chương chính là ngụy đông hoa tuyên bố hơn nữa nàng còn lấy này đến uy hiếp ta nhường ta hủy bỏ báo án đây là ngay lúc đó điện thoại ghi âm khương bạch mở ra ghi âm văn kiện ngụy đông hoa thanh âm phách lối truyền ra quả thực coi trời bằng vung nghe được ngụy đông hoa uy hiếp lời nói lão lâm cái này từ trước đến giờ trầm ổn lão cảnh sát nhân dân cũng nổi giận khương bạch cùng ngụy đông hoa tranh cãi hắn từ đầu tới đuôi đều rất rõ ràng chuyện này bên trong khương bạch không có bất cứ vấn đề gì hắn lần thứ nhất báo cảnh sát thời điểm lão lâm cũng đã rất nghiêm túc đối với ngụy đông hoa tiến hành phê bình giáo dục người sau cũng bảo đảm nàng sau đó dắt chó sẽ đeo thẻ chó cùng với dắt dây thừng kết quả nàng không những không có hối cãi trái lại còn làm ra càng thêm ác liệt sự tình dĩ nhiên mệnh lệnh nàng cho công kích khương bạch hiện tại có thể ngược lại tốt chuyện này vẫn không có giải quyết ngụy đông hoa lại ngay ở trên internet tung tin việc phỉ bán nói dối đại chúng còn uy hiếp người trong cuộc loại hành vi này quá ác liệt nàng không chỉ ở vi bột lên phát văn chương còn ở tiểu hồng trư cùng đậu biện lên đều phát đồng dạng văn chương đồng thời công bố ta tin tức cá nhân cái kia hai cái bình đài văn chương cũng có rất lớn nhiệt độ khương bạch hai tay che mặt âm thanh cay đắng. Lâm cảnh sát, ngươi nói ta có phải là thật hay không làm sai? Ta đúng không nên lượng giải nàng. Nếu như ta không là nhất định phải nàng bồi thường sự tổn thất của ta, có lẽ tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh, ta cũng sẽ không bị vô số người võng bạo ta, ta thật muốn tan vỡ. Khương Bạch nằm nhoài trên đài, hai vai run rẩy. Thấy thế, lão Lâm giật mình trong lòng, vội vã từ bên cạnh nhiễu đi ra, đi tới Khương Bạch bên cạnh, chậm rãi nói. Chàng trai, ngươi chỉ là hợp lý bảo hộ chính mình quyền lợi, ngươi không sai, sai, là ngụy đông hoa. Ngươi yên tâm, mạng lưới không phải nơi không có pháp luật, bất luận người nào ở trên Internet cũng không thể tùy ý làm bậy. Ngươi muốn tin tưởng chúng ta cảnh sát, chuyện này nhất định sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời. Lâm cảnh sát, ta tin tưởng ngươi. Khương Bạch nhỏ giọng nói. Lão Lâm hai mắt hiếp lại, trầm giọng nói ta hiện tại liền gọi đến Ngụy Đông Hoa trở về điều tra. Chàng trai, ngươi để nằm ngang tâm thái, đem điện thoại di động tắt máy, cố gắng buông lỏng một chút, không cần có cái gì áp lực trong lòng. Ngươi phải tin tưởng pháp luật, tin tưởng chúng ta cảnh sát, nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo. Cảm ơn ngươi, Lâm cảnh sát, cảm ơn ngươi giúp ta, không phải vậy ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Khương Bạch ngẩng đầu lên, viền mắt đỏ chót nhìn lão Lâm lão lâm tần tần vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. uy hiếp đe dọa là hành động trái luật, ta sẽ theo pháp luật đối với Ngụy Đông Hoa tiến hành xử phạt. Nàng tùy ý công bố ngươi tin tức cá nhân, này nghi có dính líu đến xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội, điều tra lấy chứng sau chúng ta sẽ đem này án cùng với trước hủy hoại ngươi sứ Thanh Hoa một án, cùng nhau chuyển giao viện kiểm soát nhất lên công tố. Hơn nữa sẽ lệnh cưỡng chế nàng cắt bỏ văn chương cũng làm sáng tỏ sự thực, trả ngươi thuần khiết có điều tội phỉ bán không giống nhau này thuộc về tự xin lỗi cũng chính là tố cáo mới xử lý không cáo không để ý tới nghe lão lâm khương bạch đâm chiêu gật gù những chuyện này nếu như không phải lão lâm nói cho hắn hắn còn thật không biết khương bạch nói lâm cảnh sát ý của ngươi là nói ta muốn cáo nàng phỉ bán cần chính ta mời luật sư chính mình nhất lên tố tụng có đúng không đúng thế ta trước hoàn toàn không có phương diện này kinh nghiệm lâm cảnh sát ta muốn cùng ngài thỉnh giáo một chút ngài có biết hay không long thành lợi hại nhất luật sư là ai lợi hại nhất luật sư này khó nói có điều ta ngược lại thật ra biết một luật sư ở trong nghề rất nổi danh âm thanh ngươi có thể đi tìm hắn thử xem là ai la phi nhân xưng la đại trạng lão lâm nói một bên khác ngụy đông hoa hát lên trở về nhà Cảm giác tâm tình xinh đẹp tách Nàng phát ở vi bột tiểu luận đã lên tiêu đề hot Hiện nay ở vào bản tiêu đề hot bản đuôi vị trí Xem lượng 400 v đúc, số like 100, 000, bình luận cùng chuyển đi lượng đều có 3 v đúc. Bởi vì bản này tiểu luận, Ngụy Đông Hoa vi bột tài khoản lượng phan tăng vọt Đã tiếp cận 3 vạn, nàng học tin nhắn đều sắp bị bóp nát Vô số tiểu tiên nữ phát tới tin nhắn riêng an ủi nàng Ngụy Đông Hoa cảm giác cả người đều tung bay lên trong mây. Nàng nằm trên ghế lông, mở ra vi bộ, nhìn mình, thành quả, đắc ý cười ra heo gọi. Đang lúc này. Âm. Cửa phòng bị người tầng tầng đẩy ra, nện đến trên tường phát ra nổ vang. Trịnh quân trở về. Ngụy Đông Hoa bị sợ hết hồn, liếc mắt nói. Ngươi làm gì nha, theo thổ phỉ vào thôn giống như. Ta làm gì? Trịnh quân giày đều không đổi, sải bước đi vào phòng khách, hướng về phía Ngụy Đông Hoa quát. Ta cũng muốn hỏi một chút, ngươi đều làm những gì? Ngươi gào ta. Trịnh Quân Nhi, ngươi gào ta. Ngụy Đông Hoa nhất thời liền không vui, vương mình ngồi dậy, trừng mắt Trịnh Quân. Trịnh Quân tức giận đến trực xuyển thô khí. Ngụy Đông Hoa, ta không có nói đùa ngươi, ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi đúng không ở trên internet phát tiểu luận. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ngụy Đông Hoa ánh mắt lấp lóe hai lần. Ngươi. Trình quân chỉ vào Ngụy Đông Hoa, ngón tay run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Làm gì nha ngươi, cần thiết hay không, cái kia thối ngu ngốc theo con chó điên như thế cắn ta không thả, ta có điều là cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái, cho hắn biết biết ta lợi hại. Ngụy Đông Hoa tự hồ còn cảm giác mình rất có lý, cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi hãy chờ xem, cái kia thối ngu ngốc chẳng mấy chốc sẽ hủy bỏ báo án ngươi a à ngươi ngươi thực sự là tìm đường chết ngươi có biết hay không đây là trái pháp luật trịnh quân đặt mông ngồi vào mặt bên trên ghế salon nói rằng trương luật sư nói với ta khương bạch đã đi báo cảnh sát ngươi còn chê nhiễu loạn không đủ lớn có đúng không trịnh quân nhi ngươi đừng tưởng rằng ta không hiểu pháp quốc gia chúng ta là ủng hộ ngôn luận tự do ta vi bột ta tình nguyện phát cái gì liền phát cái gì, pháp luật cũng không quản được ta. Ngụy Đông Hoa một bộ có lý chẳng sợ gián dấp. Cái kia thối ngu ngốc liền yêu thích báo cảnh sát, nhưng hắn đi báo a, à, ta không thẹn với lương tâm sợ cái gì cảnh sát. Con mẹ nó ngươi đang lúc này. Tùng tùng tùng. Tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Đến rồi đến rồi, đừng hắn mẹ gõ. Ngụy Đông Hoa buồn bực trống lên một tiếng, đứng lên liền chạy cửa đi đến kéo cửa ra sau liền nhìn thấy mấy cái cảnh sát nhân dân đứng ở cửa trong đó một người cầm đầu chính là lão lâm ngụy đông hoa nhất thời sửng sốt các ngươi đây là lão lâm nói rằng ngụy đông hoa nữ sĩ ta là tân giang khu phố trường hà đồn công an cảnh sát nhân dân lâm quốc an ngươi nghi có dính líu đến uy hiếp đe dọa cùng với xâm phạm công dân cá nhân riêng tư hiện tại ta theo pháp luật gọi đến ngươi theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra đây là ta giấy chứng nhận tuy rằng lão lâm theo ngụy đông hoa từng qua lại nhưng vẫn là y theo trình tự cho nàng biểu diễn một hồi chính mình giấy chứng nhận chờ đã cái kia thối ngu ngốc thật báo cảnh sát ngụy đông hoa trừng mắt lên gấp đầu mặt trắng hét lên không phải cảnh sát nhân dân đồng chí các ngươi có hay không điều tra a à, không thể hắn nói cái gì chính là cái đó Ta không phạm pháp, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta?" Lão Lâm mặt không hề cảm xúc nói rằng: "Chúng ta đã nắm giữ nhất định chứng cứ, Ngụy Đông Hoa nữ sĩ, ta lần nữa nói rõ, thỉnh ngươi theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra." "Ta không đi. Ta cái gì cũng không làm, ta không đi." Ngụy Đông Hoa bắt đầu chơi xấu. Lão Lâm không nói cái gì nữa, trực tiếp lấy ra một bộ vòng tay bạc. Xung sục Ngụy Đông Hoa ánh mắt loáng một cái, mạnh mẽ nuốt nước miếng, tỉnh táo lại. Tùy theo mà đến chính là nồng đậm nghĩ mà sợ. Trình quân, lão công, cứu ta, Ngụy Đông Hoa tha thiết mong chờ quay đầu lại. Trình quân ngồi ở trên ghế salon cái mông đều không nhất, thản nhiên nói. Theo cảnh sát nhân dân đồng chí trở lại hiệp trợ điều tra, thành thật khai báo ngươi vấn đề. Trình quân, ngươi, mang đi. Lão Lâm khẽ quát một tiếng, Phía sau hai cái tuổi trẻ cảnh sát nhân dân tiến lên, đem ngụy đông hoa mang đi. Trịnh quân ngồi ở trên ghế salon quể oải nhắm mắt lại, nặng nặng mi tâm. Một lát sau, hắn thở dài một tiếng, lấy điện thoại di động ra rút ra một mã số, nói Trương luật sư, ta là trịnh quân. Ta nghĩ trưng cầu ý kiến một hồi, hiện tại ta ly hôn vẫn tới kịp à. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 30 Ra trò hay Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Phố trường Hà Đồn Công An Hỏi hang trong phòng Ta, ta chỉ là phát điều vi bột, Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta Ngụy Đông Hoa ngồi ở cố định trên ghế Mắt tam giác bên trong tràn ngập kinh hoảng Không cam lòng Chỉ là phát điều vi bột Ngươi tuyên bố không thật ngôn luận Phỉ bán người khác, bẻ công sự thực kích động không rõ chân tướng dân mạng đi võng bạo người bị hại, còn công bố hắn tin tức cá nhân. Ngươi có biết hay không hành vi của ngươi như vậy, đã xúc phạm không chỉ một cái pháp luật. Nếu như ngươi không vấn đề, sẽ ngồi ở vị trí này. Lão Lâm nhìn chầm chầm Ngụy Đông Hoa, lời nói len ken, phi thường có uy nghiêm. Ngụy Đông Hoa mạnh miệng nói. Quốc gia chúng ta không phải ủng hộ ngôn luận tự do à, chính ta vi bột chẳng lẽ không là ta quyết định. Ngôn luận tự do cũng không ý nghĩa, người có thể tùy ý bịa đặt sự thực, tuyên bố không thật ngôn luận, sỉ nhục người khác, phỉ báng người khác. Lão Lâm gõ lên mặt bàn, nói năng có khí phách nói rằng. Ngụy Đông Hoa rụt cổ một cái, tự hồ có hơi chột dạ, nhưng vẫn là miệng rất cứng. Cái kia vậy ta cũng không biết đây là phạm pháp a. À. Cái kia thối. Tên kia cố ý chạm sứ, bắt chẹt vơ vét, vậy ta khẳng định không phục a. À vì lẽ đó liền phát vi bột phát tiết một hồi ta cũng không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy nhiệt độ nếu như đây là không đúng vậy ta xóa là tốt rồi nha có cái gì quá mức nhiều nhất nhiều nhất ta lại cho hắn nói lời xin lỗi mà ngụy đông hoa hiển nhiên vẫn không có chân chính ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng vẫn ở mạnh miệng đốc 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 lão lâm tần tần gõ bàn một cái nói ngụy đông hoa xem ra ngươi vẫn không có ý thức được vấn đề của ngươi. Hiện tại ta nói, ngươi hãy cố gắng nghe. Sử dụng tin tức mạng lưới phỉ bán người khác, cùng hoặc phỉ bán tin tức thực tế bị click, số view đạt đến 5.000 lần trở lên, hoặc là bị chuyển đi số lần đạt đến 500 lần trở lên, cũng đã tạo thành tội phỉ bán. Tội phỉ bán, thông thường xử 3 năm trở xuống tù có thời hạn, tạm giam, quản chế hoặc là cướp đoạt quyền lợi chính trị. Ngươi công khai truyền bá người bị hại tin tức cá nhân, này tạo thành xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội, tình tiết nghiêm trọng sẽ xử 3 năm trở xuống tù có thời hạn hoặc tạm giam. Ngoài ra, ngươi còn gọi điện thoại uy hiếp đe dọa người bị hại, bức bách hắn hủy bỏ báo án, này thuộc về hành chính hành động trái luật, căn cứ trị an ban quản lý phạt pháp quy định, ngươi sẽ đối mặt với 5 ngày tạm giam. Hơn nữa ngươi đừng quên, bản thân ngươi nhưng còn có khác vụ án ở trên người. Số tội hợp lại, Ngươi rất có thể sẽ đối mặt 10 năm trở lên tù có thời hạn. 10 năm trở lên. Nghe nói như thế, Ngụy Đông Hoa cả người cũng không tốt. Cảnh, cảnh sát đồng chí, ta không biết, ta thật không biết. A à, Ngụy Đông Hoa triệt để hoãn rồi, môi run rẩy nói rằng, ta xóa, ta ngay lập tức sẽ xóa vi bột, ngươi đương nhiên đến xóa. Hơn nữa muốn lập tức làm sáng tỏ sự thực, tận lực giảm bớt sự kiện lần này ác liệt ảnh hưởng chuyện này đối với ngươi cân nhắc mức hình phạt sẽ có trợ giúp. Mặt khác, ta tiếp tục khuyên ngươi một câu, tốt nhất theo người bị hại thành khẩn xin lỗi. Tội phỉ bán là tự xin lỗi, nếu như người bị hại không khởi tố, ngươi liền sẽ không sao, hiểu chưa? Lão Lâm nhìn chầm chầm Ngụy Đông Hoa. Ta ta biết rồi. Ngụy Đông Hoa hoảng loạn gật đầu. Đột nhiên, nàng tự hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Lâm cảnh sát, ta, ta muốn báo cáo. Chỉ có vi bột văn chương là ta phát, tiểu hồng trư cùng đậu biện đều là người khác phát. Hơn nữa mới bắt đầu ta căn bản không chuẩn bị làm như thế, ta cũng là bị người giật dây cùng hướng dẫn, mới đi nhầm vào lạc lối. Ngụy Đông Hoa hiện tại đã triệt để hoãn rồi, nàng chỉ muốn thông qua tất cả khả năng thủ đoạn đến cho mình giảm bớt hình phạt. Chịu nhận lỗi cắt bỏ vi bột làm sáng tỏ sự thực tự nhiên là muốn làm. Ngoài ra, ngụy đông hoa còn nghĩ tới một cái biện pháp khác dời đi trách nhiệm phân gánh trách nhiệm chết đạo hữu không chết bần đạo lệ lệ thắng mỹ xin lỗi báo cáo các ngươi coi như ta một phần công lao sau đó đi vào mọi người vẫn là chị em tốt yêu yêu đác lão lâm hơi nhướng mày nói còn có ai tham dự chuyện này cùng nhau bàn giao tốt tốt ta nói ta toàn bàn giao Ngụy Đông Hoa khác nào đến nơi đến chốn như thế, nói thẳng ra. Đương nhiên cũng chưa quên tiến hành một phen chải chuốt trang điểm. Tận lực giảm bớt trách nhiệm của chính mình, đem mình miêu tả thành một cái xỏa bạch điềm. Chủ ý là mã lệ ra, văn chương cũng là mã lệ viết, hơn nữa nàng còn phát đến tiểu hồng trư lên, tính ra, nàng mới là thủ phạm chính, liên quan ta ngụy mổ chuyện gì. Ngoài ra còn có tiêu thắng Mỹ, đậu biện văn chương là nàng phát, nạn ít nhất phải chia sẻ một phần ba trách nhiệm. Ngụy Đông Hoa, ngươi có thể vì chính mình nói phụ trách à? Lão Lâm trầm giọng hỏi. Cảnh sát đồng chí, ta nói tất cả đều là sự thực, tuyệt đối không dám có nửa điểm ẩn giấu nói dối. Ngụy Đông Hoa vội và bảo đảm nói, ta có chứng cứ, nhóm uy chát bên trong có tán gẫu ghi chép, có thể chứng minh ta nói. Tốt, chúng ta sẽ gọi đến Mã Lệ cùng Tiêu Thắng Mỹ trở về hiệp trợ điều tra lão lâm nói có điều việc cấp bách vẫn là lập tức làm sáng tỏ sự thực bù đắp sai lầm cũng ở vi bột lên công khai hướng về người bị hại xin lỗi ta ta biết ta hiện tại liền xóa không ta ở nguyên vi bột lên biên tập nguyên vi bột nhiệt độ cao làm sáng tỏ lên sẽ nhanh hơn ở vào thời điểm này ngụy đông hoa dòng suy nghĩ đúng là dị thường rõ ràng nào đó nơi ở bên trong tiêu thắng mỹ ngồi dựa vào ở trên ghế salon một bên gãi chân một bên tẻ nhạc soạt vi bột nàng quỷ thần xuôi khiến điểm tiến vào ngụy đông hoa vi bột trang chủ ồ tiêu thắng mỹ hơi nhướng mày gãi chân tay đều dừng lại bởi vì nàng phát hiện ngụy đông hoa ngày đó tiểu luận lại bị biên tập qua nội dung hoàn toàn thay đổi xin lỗi thật rất xin lỗi là ta nói dối mọi người chân tướng của chuyện là như vậy là ta dắt chó không dắt dây thường trước mệnh lệnh chó công kích khương tiên sinh dẫn đến hắn đồ cổ sứ thanh hoa ngã nát ở phía sau hết thảy đều là ta sai ta hô hào mọi người nhưng đối với khương tiên sinh công kích hắn là vô tội mặt khác ta ở đây hướng về khương tiên sinh thành khẩn xin lỗi thỉnh cầu ngươi lượng giải liền ngay cả tiêu đề đều biến thành xin lỗi ta sai rồi khu bình luận đã nổ những quyền sư kia nhóm phát hiện mình bị đùa từng cái từng cái phẫn nộ tới cực điểm đem lửa giận tất cả đều phát tiết đến ngụy đông hoa trên người Lúc trước phun Khương Bạch có bao nhiêu tàn nhẫn, hiện tại phun Ngụy Đông Hoa còn muốn tàn nhẫn gấp 10 lần. Cái gì, tiện nhân, kỹ nữ, loại hình chữ, quả thực khó coi. Tiên nữ hát hóa, có thể so với ma nữ khủng bố nhiều. Tiêu thắng Mỹ triệt để bối rối. Cái gì tình huống? Nàng vội vã mở ra uy chát, ở group chat, Disney đang lẫn trốn công chúa nhóm bên trong phát tin tức. Hoa hoa, tỷ môn nhi ngươi cái gì tình huống? làm sao đem vi bột biên tập kết quả chưa kịp đến ngụy đông hoa hồi phục trước hết chờ đến đồn công an điện thoại xin chào ta là phố trường hà đồn công an cảnh sát nhân dân lâm quốc an ngươi nghi có dính líu đến xâm phạm công dân cá nhân riêng tư hiện tại ta đầu lưỡi truyền ngươi đến sở hiệp trợ điều tra trong điện thoại truyền tới một uy nghiêm giọng nam tội phỉ bán là tự xin lỗi thuộc về tự khởi tố vụ án công an cơ quan là không thể tiến hành tự chủ điều tra đương nhiên người bị hại hướng về tòa án nhất lên tự thuật thỉnh cầu sau khi tòa án có thể y chức quyền tiến hành điều tra hoặc là thỉnh cầu công an cơ quan đối với tương quan sự thực tiến hành thẩm tra thế nhưng trước đó công an cơ quan không thể tham gia vì lẽ đó lão lâm gọi đến tiêu thắng mỹ cũng chỉ là lấy xâm phạm công dân cá nhân riêng tư tên tuổi nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa tiêu thắng mỹ theo tội phỉ bán không liên quan lạch cạch tiêu thắng Mỹ heo khu rung lên, di động lướt xuống. Một bên khác, đang ở tiệm làm tóc đùa dẫn gội đầu tiểu ca mã lệ, cũng nhận được cảnh sát đầu lưỡi gọi đến ba ngốc tỷ mùi, phòng tạm giam tập hợp lại. Ngươi cái tiện nhân, lão nương lòng tốt giúp ngươi, ngươi lại bán đi ta. Ngụy Đông Hoa a à, Ngụy Đông Hoa, ngươi lương tâm đều bị chó ăn rồi sao? Nếu không phải là các ngươi giật dây ta, ta làm sao sẽ nghĩ tới phát vi bột chuyện như vậy, các ngươi ngã cảm giác mình oan ức, ta còn oan ức đây. Ngươi hắn. Ta, ba ngốc tỷ mùi trở mặt thành thù, điên cuồng lẫn nhau cắn. Thực sự là vừa ra trò hay. Xoay ngược lại sau khi, tương quan đề tài nhiệt độ, dĩ nhiên tăng đến càng nhanh hơn càng mạnh. Hơn nữa đừng quên, còn có lưu lượng tăng thêm nhiệt độ thể đang kéo dài có hiệu lực. Không ra 2 giờ. Xoay ngược lại đề tài liền leo lên vi bột bản tiêu đề ho xếp hạng còn càng cao hơn, đều nhanh vọt vào 40 tên trong vòng. Khương Bạch thở dài một hơi. Cũng được cục diện khống chế lại. Nguyên lai bị võng bạo lại đáng sợ như vậy. Khương Bạch ở đồn công an biểu hiện, có nhất định biểu diễn thành phần, nhưng nếu như sự tình lại lên men xuống, hắn không dám xác định chính mình có thể hay không thật tan vỡ. Diệp Vấn có thể đánh 10 cái, mà Khương Bạch đối mặt, nhưng là vô số Diệp Vấn. Khương Bạch chậm rãi duỗi người, chuẩn bị đi đơn giản tắm. đang lúc này, ông ông di động chấn động, màn hình sáng lên. khương bạch cầm điện thoại di động lên giải khóa màn hình mạng liếc nhìn. nhất thời trận cả mắt lên. ta đi, đây là ta không dùng tiền liền có thể nhìn sao? uy tín quần huyền du sản phẩm đại bộ đội bên trong chủ quản. triệu đại bảo. đến nhà chưa? đem con cùng non chụp cho ta ngủ tiếp chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top một của tháng thế này? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.